chương 537, Lữ Động Tiên, cà cạc, cà cạc, 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 các huynh đệ, nơi này là thuần dương điện, là nơi chứa đựng thuần dương đan của vô cực tinh cung. Chúng ta đánh cướp thôi, chỉ cần cướp đoạt đủ thuần dương đan, sau này tu luyện không cần phải đau đầu rồi. Một tên thủ lĩnh xông vào đầu tiên, có cái mũi rất dài, răng nanh chìa ra, thì ra là một đầu yêu tượng, đầu yêu tượng này tu vi thâm hậu. Phía sau còn thống lĩnh mấy trăm con yêu quái đều tu thành cường giả kim đan, hiển nhiên là nhân vật cường hoành, tu vi cao thâm của yêu tộc dưới lòng đất, muốn chết, tư mã trùng, hồng thiên kinh thấy một màn như vậy, liên tục cười lạnh, thứ yêu quái này cũng dám chạy tới thuần dương điện dương oai. Lập tức thân thể hai người nhoáng lên, liên tục biến hóa, bàn tay đánh ra, trong chớp mắt bạo khí ra trăm vạn bóng trường, một đống yêu quái đều bị nổ thành từng đoàn từng đoàn huyết nhục. Kim đan của bọn nó bay ra, nhưng đều bị hai người bắt lấy đưa vào trong thượng phẩm đạo khí của chính mình, cao thủ kim đan tự bảo, đối, với cường giả trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng mà nói, cũng sẽ tạo thành uy hiếp, thế nhưng đối, với bất tử chi thân lại không tạo thành chút uy hiếp nào. Bất tử chi thân là nhân vật cường hoành, có thể tùy ý móc kim đan của cao thủ kim đan cảnh ra. Ngăn cản cao thủ kim đan cảnh tự bảo, dùng kim đan luyện chế ra một số pháp bảo hoặc là lấy một số thần thông trong kim đan dung nhập vào thân thể đệ tử mình, làm tu vi của bọn họ tăng lên. Từ Mã Trùng, Hồng Thiên Kinh hai người có đại khí vận cũng chiếm được rất nhiều chỗ tốt khi lần này Vô Cực Tinh Cung gặp đại kiếp nạn. Trực tiếp tu thành bất tử chi thân, nhưng mà hai người lại rất không hài lòng. Thứ nhất, hai người vốn là muốn tích xúc thêm một đoạn thời gian nữa. Như vậy khi thời điểm tấn chức trường sinh bí cảnh, có thể tìm được càng nhiều điều huyền diệu của tiên giới. Đại đạo pháp tắc sau này sẽ tiến được xa hơn. Không ngờ đều bị Phương Hàn phá hư. Sớm tấn chức, như vậy sau này tu luyện sẽ càng thêm gian nan. Thứ hai, có thể nói hai người đã bị Phương Hàn đánh bại. Mặc dù không có tổn thất gì, thế nhưng uy nghiêm bị mất sạch. Thứ ba, hai người vì đột phá bất tử chi thân, đã lãng phí một viên sim mệnh bảo thạch cùng với linh hồn bảo thạch cực kỳ chân quý. Hai viên bảo thạch này có thể nói là chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu bao nhiêu đan dược cũng khó có thể mua được. Chính là bởi vì như thế hai người mới tức giận, khó có thể hình dung được, chỉ có thể phát tiết lên đám yêu ma này. Lập tức ngàn vạn yêu ma bị chết trong tay hai người. Kim đan, thậm chí kể cả bổn mạng thiên địa pháp tướng đều bị hai người cướp lấy, trở thành thuốc bổ cho hai người. Lúc này, phạm vi mấy ngàn dặm bên ngoài thuần dương điện, toàn bộ đều là đại quân yêu ma dày đặc, chỉ sợ có tới ngàn vạn đầu. Đám yêu ma trước ngã xuống đám sau lại nhào vào trong thuần dương điện, mà ở hạch tâm của đại quân yêu ma xuất hiện một thanh niên ngồi trên bảo tỏa. Xung quanh người này cư nhiên có rất nhiều vạn cổ cự đầu đại yêu đứng nghiêm. Tiểu thánh đại nhân, phía trước chính là thuần dương điện rồi. Với thực lực của ngài có thể tiến vào trong thuần dương đại hải. Tận tình cướp đoạt thuần dương chi lực, một lão hồ tu thành cự đầu, trên mặt xuất hiện nụ cười nịnh nọt, nói, thuần dương điện không phải tầm thương. Vị tiểu thánh đại nhân này trên mặt hiện ra nụ cười lạnh. Nói, đại trận cửu cửu thuần dương trong đó đủ có thể giết chết cường giả bất tử chi thân. Còn có thái cực lưỡng nghi kiếm trận nữa, rất lợi hại, lợi hại nhất chính là đại trận thiên tiền trụ quang. Ta ngăn cản không nổi thượng phẩm đạo khí cũng không thể ngăn cản nổi. Nếu như lĩnh ngộ pháp tắc không gian mà nói, còn có thể mạo hiểm xông vào một lần. Thế nhưng hiện tại căn bản không thể vị tiểu thánh đại nhân này cư nhiên cũng là cường giả bất tử chi thân đỉnh phong. Cũng đã không thể nhìn ra bộ dáng hắn là yêu quái gì tu thành. Sau khi tu luyện thành bất tử chi thân, thân thể triệt để kết hợp cùng bổn mạng thiên địa pháp tướng. Lột xác thành một loại năng lượng tinh khiết, thật hư chuyển hóa, thuộc tính đã không phải là yêu. Thần, nhân, Phật, ma nữa, tiểu thánh đại nhân, lĩnh ngộ pháp tắc không gian đối. Với ngài mà nói, cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi lại một đầu yêu quái lão ưng tu thành cự đầu a dua nịnh nọt sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía xa hổn hển hét lớn đáng chết đáng chết hai cao thủ kia từ nơi nào tới lại trắng trợn giết đại quân yêu tộc chúng ta con mắt lão ưng sắc bén nhất đầu cự yêu này càng lợi hại thậm chí còn có thể nhìn thấy một số thời không vặn vẹo. a à, đó chính là hồng thiên kinh của ngọc hoàng điện vô cực tinh cung còn có tư mã trùng của thái hư điện Vị tiểu thánh đại nhân này nhìn thoáng qua một cái, lập tức thấy được quang mang của thiết huyết chiến kỳ, đà la kinh chàng, mỗi một lần lóe lên đều cuốn phăng tất cả, mang theo mấy trăm, thậm chí hơn ngàn quang mang của đại quân yêu tộc, hai người kia trời sinh có đại khí vận, giống như bản tiểu thánh, cư nhiên tu thành bất tử chi thân, nhanh như vậy sao? Hơn nữa lực lượng bỗng chốc đạt tới bất tử chi thân đỉnh phong, xem ra lần đại kiếp nạn này đã khiến bọn hắn đột phá nhưng mà hai người này không ở tại bàn điện của mình chấn thủ. Còn chạy tới thuần dương điện này làm gì? Chẳng lẽ cũng muốn mượn gió bẻ măng, chính mình cướp đoạt tài sản của môn phái. Cũng có khả năng này lắm, nhưng mà chuyện lớn như vậy, điện chủ thuần dương điện khẳng định sẽ khởi động đại trận thiên tuyền trụ quang. Bọn họ có tu thành bất tử chi thân cũng không thể xông vào. Chẳng qua chỉ uổng phí tâm cơ mà thôi, vì tiểu thánh đại nhân này phất phất tay, lực lượng trên người đột nhiên bắn ra khí thế bức nhân, quân lâm thiên hạ, ta sẽ tới gặp hai người này, xem thực lực của ai mạnh hơn. Tiểu thánh đại nhân, thân thể ngài đáng giá vạn kim, ngàn vạn lần không nên tự ý xuất thủ, sẽ bị việc nhỏ quấn thân, mọi việc cứ giao cho chúng tiểu nhân là được. Lần này siêu thiên đại thánh đã giao việc, chúng tiểu nhân nhất định phải bảo vệ công tử thật tốt. Một đạo nhân thanh âm như hồng trung, toàn thân đen kịt như thiết giáp lên tiếng. À huyền hùng vương, ngươi luôn đem cha ta ra để ép ta. Lần này phụ thân cùng bảy vị đại thánh yêu tộc ta liên hợp với sích nguyên ma tôn. Tiên cổ ma điện điện chủ. Rất nhiều cao thủ, cũng tới bên trong hỗn nguyên vô cực đồ. Hiện tại cũng không có bất cứ cao thủ nào trong 360 điện có thể ngăn cản được ta. Ta cùng hai người có đại khí vận này so chiêu. Cũng là rèn luyện một chút mà thôi. Nhìn xem kết quả khổ tu của ta như thế nào rồi. Tiểu thánh đại nhân búng ngón tay. Nói tiếp, như vậy đi. À huyền hùng vương, người xuất thủ đối phó với tư mã trùng ta đối phó với hồng thiên kinh thế nào a à, huyền hùng vương này cư nhiên là nhân vật đã tu thành bất tử chi thân đỉnh phong rất rõ ràng là một con gấu thành tinh được rồi ừm mà chỉ sợ không được nữa rồi tiểu thánh đại nhân chúng ta mau lùi lại có cao thủ thuần dương điện đấy thân thể a à huyền hùng vương đột nhiên chấn động đã nhìn thấy trên bầu trời thuần dương điện xuất hiện một thông đạo không gian mười đạo tinh quang từ trong đó bay ra trong đám này có một đạo tinh quang đặc biệt thô to. Xuất hiện một lão đạo sĩ đầu đội đạo quan. Dầu ba tròm rất dài. Lữ động tiên, điện trù thuần dương điện. Hắn cư nhiên đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Hắn đã dừng lại ở cảnh giới bất tử chi thân đỉnh phong trọn vẹn ba vạn năm. Còn mấy ngàn năm nữa là hết thọ nguyên chết già. Không thể tưởng được tại thời khắc mấu chốt này hắn cư nhiên đột phá. Lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Đi, chúng ta đi tới thánh nữ điện tiểu thánh đại nhân lạnh lùng cười phất tay lập tức thân thể không còn thấy bóng dáng tăm hơi xảy ra chuyện gì ta đang ở bên trong hỗn nguyên vô cực đồ khống chế trận pháp ngăn cản ma đầu tâm linh ta đột nhiên ba động thì ra có người xâm nhập vào trong đại trận thiên tuyền trụ quang rốt cuộc là ai là ai mà lợi hại như vây trên quảng trường thuần dương điện lữ động tiên vừa hạ xuống bốn phía không gian chấn động mãnh liệt không ngờ nổi lên một cỗ thời không phong bảo lấy hắn làm trung tâm. Trong vòng ngàn dặm, tất cả yêu ma đều bị chấn thành bột phấn. Vô luận là thần thông hay pháp bảo, toàn bộ đều dung nhập vào thân thể hắn. Bị hắn hấp thu tầm bổ pháp tắc không gian, thấy một màn như vậy. Hồng thiên kinh, từ mã trùng đều cảm thấy thèm thuồng Bọn họ tích xúc tu luyện tới bất tử chi thân. Cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Thế nhưng lĩnh ngộ pháp tắc không gian lại là một chuyện cực lớn. Cực khó cư nhiên hắn đã thành công lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Lữ động tiên này tưởng rằng cả đời chỉ có thể dừng lại rồi chết ra tại bất tử chi thân. Không ngờ lại lĩnh ngộ, làm sao có thể, tuyệt đối, không thể có đạo lý như vậy. Từ mã trùng lắc đầu nói, từ mã trùng, hồng thiên kinh, các ngươi không đi chấn thủ ngọc hoàng điện cùng thái hư điện của mình. Còn chạy tới thuần dương điện làm gì? Sau khi lữ động tiên giết chết đám yêu ma, liền lên tiếng nói chuyện với hai người nếu không phải chúng ta truy giết tên Phương Hàn kia, thuần dương điện đã sớm bị hủy rồi. Hồng Thiên Kinh ngạo nghễ nói, Phương Hàn có tuyệt phẩm đạo khí hoàng tuyền đồ, đã xâm nhập vào trong đại trận thiên tuyền trụ quang rồi. Bây giờ đang cướp đoạt trong hải dương thuần dương đó, có chuyện như vậy sao? Lữ động tiên cùng chín đại trưởng lão thuần dương điện giật mình hoảng sở. Đi, cùng nhau tới giết tên nghiệt xúc này. Lữ điện chủ, tại sao ngươi có thể lĩnh ngộ pháp tắc không gian vậy? hồng thiên kinh đột nhiên truyền ra một cỗ ý niệm hừ nguyên bản ta vĩnh viễn không có khả năng lĩnh ngộ thế nhưng lần này trong hỗn nguyên vô cực đồ ta chủ trì đại trận đúng lúc tình đế đại nhân có ở đó ngài ấy nhờ vào uy lực của tiên khí giết chết một tên đại ma thần lĩnh ngộ pháp tắc không gian cướp đặt một số tinh khí của hắn sau đó để cho ta đột phá loại kỳ ngộ này chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu lữ động tiên cũng đè nén không được sự kích động lần này vô cực tinh cung ta gặp ma kiếp, trái lại cũng là một sự tình để tôi luyện cùng kiếm kỳ ngộ. Vô cực tinh cung ta có lẽ được ông trời bảo vệ. Tinh đế, hắn thật sự là uy phong. Đáng tiếc, nhi tử của hắn đã bị giết chết, bị phương hàn triệt để luyện hóa khi ở trong thuần dương điện. Sở nam công tử bị giết chết rồi. Từ mã trùng liên tục cười lạnh. Gì, sở nam công tử đã bị giết chết rồi. Không có khả năng, điều này không có khả năng. Lữ Động Tiên Điên cuồng hét lên, "Giết, phải giết chết tên Phương Hàn kia." Trong lúc hắn điên cuồng hét lên, trên người hắn đồng thời bay ra một đạo phù lục đánh lên trên mặt đại trận Thiên Tuyền trụ quang. Dẫn đầu đám đệ tử, rất nhiều trưởng lão nối đuôi nhau mà vào. Hồng Thiên Kinh, Từ Mã Trùng nhìn nhau, cũng xông vào, "Hồng huynh, chúng ta không biết đến năm nào, tháng nào thì mới có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Không biết khi sắp hết thọ nguyên đã lĩnh ngộ được chưa?" hay cuối cùng phải chết giả. Không thể tưởng được lữ động tiên này cư nhiên chiếm được chỗ tốt như vậy. Hắc hắc, vậy phải xem đã, trong nháy mắt hồng thiên kinh cùng tư mã trùng trao đổi ý niệm. Oanh Long, đúng lúc Phương hẳn đang ở trên bể mặt thuần dương đại hải trắng trợn hấp thu cửu dương thánh thủy. Đại trận thiên tuyền trụ quang ở bên ngoài bỗng dưng vận chuyển. Sau đó rất nhiều cao thủ tiến vào. mươi 538, Pháp tắc không gian. Phương Hàn chưa bao giờ từng trải qua thời khắc thoải mái như ngày hôm nay. Thuần Dương Đại Hải, mặc người cướp lấy, còn có điều gì thống khoái hơn chuyện này? Thật giống như một tên sắc quỷ chết đói tiến vào trong nữ nhi quốc. Hạnh phúc theo nhau mà tới, trước nay chưa từng có, ta cũng không quan tâm tới tư nguyên trong vũ hóa thiên cung. Vũ hóa môn bồi dưỡng ai, ta cũng không quan tâm, tự mình động thủ mới là vương đảo, ta tới cướp đoạt thuần dương đan hiện tại số lượng còn nhiều hơn cả kho dự trữ của vũ hóa môn. Vô cực tinh cung, quả thật là phát tài rồi. Phát tài rồi, trong bát bộ phù đồ đã tích lũy được bảy tám trăm ức thuần dương đan. Đúng vậy, chính là bảy tám trăm ức thuần dương đan. Đây chính là do hắn thuần túy áp súc. Hoàng tuyền đồ còn hấp thu nhiều hơn hắn. Những đan dược này là kho dự trữ của hắn. Dày đặc, chất đầy cả không gian bát bộ phù đồ. Những đan dược này nếu đổi thành bạch dương đan chính là 7 triệu tỷ chỉ sợ cũng có thể mua được cả một đại môn phái. Dùng đan dược này đi tới cửu đỉnh hiên, chỉ sợ cũng có thể đập chết cả thương hội này, có thể hù chết cả vạn cổ cự đầu. Nguyên bản hiện tại 100.000 thiên ma phân liệt, phân liệt, lại phân liệt, điên cuồng phân liệt trong bát bộ phù đồ. Số lượng trọn vẹn nhiều hơn gấp 3, biến thành 3.000 vạn thiên ma. Những ấu tề tiểu thiên ma vừa đàn xanh ngâm mình trong cửu dương thánh thủy. Mãnh liệt phát triển, lực lượng tăng mạnh. Thiên Ma có tu vi thâm sâu lại trực tiếp bước chân vào thần thông bí cảnh. Cô động ra thân thể, đám thiên ma đã hấp thu huyết nhục hỗn loạn, cho nên tích xúc cực kỳ hùng hậu, có đủ thuần dương chi lực, hiện tại thiên ma có thể thể hiện ra uy lực chân chính của mình. Mỗi môn phái đều có nuôi dưỡng thiên ma, thiên ma vương, thế nhưng cứ như Phương Hàn, trực tiếp dùng thuần dương đan nuôi nấng thiên ma. Quả thật không có một môn phái nào làm vậy đây cũng là lần duy nhất Phương Hàn xông vào bảo khố rồi tùy ý mà lãng phí. Bởi vì sau này không thể quay trở lại nơi này được nữa. Nguyên bản 5.000 thiên ma vương, hiện tại trọn vẹn biến thành một vạn, một vạn đầu thiên ma vương, chẳng khác nào một vạn cường giả thần thông bí cảnh, vũ hóa môn mới có bao nhiêu người thần thông bí cảnh. Hơn 100 người, chỉ cần tu thành thần thông bí cảnh đã là chân truyền đệ tử. Đương nhiên thực lực chân tránh của vũ hóa môn chính là vũ hóa thiên cung. Nhưng mà hiện tại số lượng thiên ma do Phương Hàn nuôi. Quả thật cũng là quá dọa người. Thiên ma càng nhiều, tốc độ vận chuyển cửu dương thánh thủy càng nhanh. Cô động thành đan dược càng nhiều. Tại thời điểm thiên ma phân liệt ra số lượng 3.000 vạn. Cơ hồ mỗi một lần hô hấp, số lượng thuần dương đan lại tăng lên 100 triệu. Trồng chất trong bát bộ phù đồ. Cũng may là hiện tại không gian của bát bộ phù đồ khá lớn. Bằng không chỉ sợ không chứa nổi, mà khí linh của đại hỗn độn lôi kiếm tình đế long sàng, quyền trượng đế thích lúc này đều mãnh liệt hút nước, hấp thu cửu dương thánh thủy, thuần dương chi lực cũng dị thường trọng yếu đối. Với thượng phẩm đạo khí, mỗi một lần chúng nó xuất thủ, chỉ sợ số lượng cũng rất dọa người. Mấy trăm vạn, hơn một ngàn vạn đan dược được cô động thành hình. Nhưng mà cho dù phương hàn cướp đoạt như vậy, lượng cửu dương thánh thủy trong hải dương thuần dương vẫn không hề giảm bớt. Phương Hàn cảm thấy trong lòng ngứa ngáy hận không thể một ngụm nuốt sạch cửu dương thánh thủy nhét vào trong hoàng tiền đồ. Nhưng mà đây cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Hiện tại hắn căn bản không đủ năng lực để làm như vậy. Trong quá trình hoàng tiền đồ liên tục hút nước, lại lần nữa bành trướng, đặt tới phạm vi năm vạn dặm, quả thực tương đương với một nửa thế giới của Thái Hoàng Thiên. Hống hống hống, thân thể của Diêm đã dài hơn 10 vạn trưởng, lực lượng của nó tuy không bằng phương hàn, thế nhưng đã vượt qua hơn 3 tỷ mã lực khi nó điên cuồng hét lên, thuần dương đại hải một lần nữa ba động, trăm ngàn ngọn núi bốc lên, là cửu dương thánh thủy ngưng kết mà thành. Một lần nữa bị hút vào sâu trong hoàng tiền đồ, hoàng tiền đồ chấn động càng lợi hại, phương hàn thậm chí có thể dùng mắt thường mà nhìn, trong ma vụ khôn cùng, bóng dáng luân hồi chi bàn to như tinh cầu như ẩn như hiện. Hư ảnh này tuy thời đều có thể buông xuống nhân gian, nắm giữ hết thảy các loại luân hồi hoàng tiền đồ hấp thu cửu dương thánh thủy lâu như vậy. Chỉ sợ đã đạt tới số lượng 5 sáu ngàn ức thuần dương đan. Chỉ cần cho ta chút thời gian nữa, cuối cùng có thể ngưng tụ thành một vạn ức thuần dương đan. Diễn hóa ra hư ảnh luân hồi chi bàn. Thời gian, ta cần thời gian, trong tâm linh của Phương Hàn đột nhiên dâng lên một hồi ba động. Cảm thấy có một cỗ khí tức nguy hiểm đang phủ xuống. Hắn quay đầu lại, lập tức nhìn thấy đại trận thiên tiền trụ quang ở bên ngoài đã đình chỉ một cỗ lực lượng cường hoành nối đuôi nhau mà vào. Trong lòng hắn lập tức lạnh xuống. Nếu như lần này bị quấy dày, vậy rất khó có cơ hội lần hai. Cũng không biết tới năm nào tháng nào mới có thể khôi phục hoàng tiền đồ. Lần này ta liều chết cũng phải ngăn cản đám người này. Không để cho bọn chúng quấy dày hoàng tiền đồ hấp thu cửu dương thánh thủy. Chỉ cần hoàng tiền đồ diễn hóa ra hư ảnh của luân hồi chi bàn. Cho dù chỉ là hư ảnh cũng đủ để ta vượt cấp giết người. Phương Hàn biết, sau khi đột phá trường sinh bí cảnh, mỗi một trọng so với trọng trước càng khó khăn, gian nan hơn vạn lần, mà lực lượng của cảnh giới phía sau lại cao hơn rất nhiều so với một trọng trước. Muốn vượt cấp giết người, quả thật là chuyện không thể thực hiện được, như hắn hiện tại, cho dù có thượng phẩm đạo khí, lực lượng đến 5 tỷ mã lực, thế nhưng muốn đối phó với nhân vật lĩnh ngộ pháp tắc không gian, chỉ sợ là còn miễn cưỡng, nhiều nhất chỉ đủ chống lại, không thể đánh bại chớ nói chi là giết chết. Lĩnh ngộ pháp tắc không gian đều là nhân vật truyền kỳ. Đều là thần thoại, thế nhưng nếu như làm cho hoàng tiền đồ diễn hóa ra luân hồi chi bàn. Cô động thành hư ảnh, lại bất đồng, một khi áp xuống, quỷ thần cũng không chịu nổi. Đó mới chính thức là tung hoành thiên hạ, hoặc ít nhất có thể vô tư bảo vệ tính mạng. Xúc sinh, tên xúc sinh này, người, người cứ như vậy cướp đoạt nhiều thuần dương chi lực như vậy của vô cực tinh cung ta. Đáng chết đáng chết, nhiều thuần dương chi lực như vậy. Cho dù có tất cả mọi người của vô cực tinh cung ta thúc giục hỗn nguyên vô cực đồ cũng phải mất hơn một ngàn năm không ngủ không nghỉ mới có thể tích xúc được số lượng như vậy a. À, lúc Phương Hàn nhìn về phía đại trận thiên tuyền trụ quang. Lữ động tiên còn có chín đại trưởng lão bất tử chi thân của thuần dương điện cùng với tư mã trùng. Hồng thiên kinh vọt vào. Một số vạn cổ cự đầu còn lại cũng không có đi vào. Mà là đứng ở bên ngoài chấn thủ. Giết chết yêu ma phòng ngừa đám yêu ma trùng sắt mà vào khi lữ động tiên vào tới đã thấy trên bầu trời bị bao phủ một đám mây đen phạm vi năm vạn dặm từng tòa tinh sơn bay vào trong đó con mắt của hắn cũng đỏ lên hắn biết mỗi tòa tinh sơn đều tương đương với hơn ngàn vạn viên thuần dương đan cứ như vậy để người ngoài cướp đi tài phú trên người hắn cũng không có nhiều như vậy cho dù hắn là điện chủ của thuần dương điện cũng không thể cướp đoạt cửu dương thánh thủy như vậy nhiều nhất chỉ tham ô được ngàn vạn mà thôi. Nếu như nhiều hơn nữa sẽ bị trách phạt, đám cao tầng nguyên lão viện của vô cực tinh cung nhất định sẽ chân áp hắn. Sau đó lựa chọn một vị điện chủ mới cho thuần dương điện. Mà hiện tại, Phương Hàn cũng không chỉ lấy 100 triệu, mà lấy ngàn ức, gần tới con số 100 tỷ. Tổn thất thuần dương nguyên khí như vậy, quả thật đúng là kinh tâm, thật không chịu nổi, cao tầng nguyên lão viện của vô cực tinh cung. Mỗi một năm hạch toán đều phải dùng hỗn nguyên vô cực đồ thôi toán. Sẽ phát hiện ra thiếu hụt 100 tỷ thuần dương đan. Tự dưng lại mất không như vậy cũng đủ để đánh hắn xuống tầng 18 của địa ngục. Mãi mãi không thể siêu sinh. Người chết cho ta, thuần dương đại hải, nghe ta hiệu lệnh, vô cực vô lượng, chấn áp càn khôn, lập tức nghe lệnh. Tại thời khắc này, Lữ Động Tiên ném ra một tờ linh phù. Tờ linh phù này bay ra, tập tức lớn vọt lên tới trăm ngàn trưởng bay vào trong thuần dương đại hải, lập tức ở chỗ sâu trong thuần dương đại hải như sôi trào lên. Cửu dương thánh thủy trong thuần dương đại hải lập tức đóng thành một lớp băng thật dày. Cư nhiên ngăn cản lực hút của Phương Hàn cùng Hoàng Tiền Đồ. Diễn biến này khiến Hoàng Tiền Đồ, Phương Hàn không thể hấp thu được một chút cửu dương thánh thủy nào nữa. Muốn chết, với số mệnh lực trấn áp muôn phương, mở ra hết thảy phong tỏa. Phương Hàn thấy thế, lập tức vận chuyển toàn bộ thần thông toàn thân đột nhiên ngón tay điểm ra tiểu túc mệnh thuật. Bụp, lớp băng dày đặc trên đại hải lập tức nổ tung, tạo thành một lỗ thủng phạm vi mấy ngàn dặm. Diêm ở bên trong hoàng tiền đồ lập tức reo lên một tiếng. Lại tiếp tục hấp thu càng thêm uy mãnh. Ở bên trong lỗ thủng lớn này bùng lên một tinh trụ thô to. Giống như một dòng sông lớn. Một lần nữa chảy vào trong hoàng tiền đồ. Diễn biến này chỉ trong nháy mắt công phu. Lữ động tiên lại cảm thấy có trên trăm triệu viên đan dược thất thoát mắt. Giết, giết giết bố trí đại trận tiệt sát thiên địa vô cực cửu âm cửu dương điên đảo kiền khôn lữ động tiên không chút nghĩ ngợi vung tay lên từng đợt không gian ba động truyền ra lập tức lấy hắn làm trung tâm không gian khắp nơi đều điên cuồng vặn vẹo cỗ không gian ba động vặn vẹo này đủ có thể chấn nát bấy trung phẩm đạo khí sau đó trên người của hắn bay ra một trận đồ cự đại trên mặt trận đồ này có thiên địa càn khôn có âm dương vô hình có lưỡng nghi thái cực có nhất nguyên vạn vật trên mặt có rất nhiều hình thể vặn vẹo, giống như người mà không phải người, như quỷ mà không phải quỷ, tựa như do sát khí ngưng tụ thành. Oanh, thân thể chín trưởng lão bất tử chi thân của thuần dương điện biến thành một đạo lưu quang bay vào trong trận đồ cự đại này. Trấn áp chín phương, mà Lữ Động Tiên đứng ở giữa, như thiên địa thần Phật, năm ngón tay mở ra, trực tiếp oanh kích ra một đạo quang mang hủy diệt hướng tới phương hàn mà cánh tay còn lại của hắn lại lớn như ngọn núi chộp tới hoàng tuyền đồ tay hắn tùy ý vung ra một chảo không gian ở gần cánh tay hắn bắt đầu vặn vẹo nhảy lên chia làm rất nhiều vết đứt gãy không gian nứt ra thành từng khối từng tầng vết rách không gian xung quanh hắn như một món đồ chơi trở thành bùn đất trong tay hắn công kích của hắn khi thì phóng qua trăm ngàn không gian song song khi thì vặn vẹo tới vực ngoài từng cái lỗ thủng mở ra tại lòng bàn tay hắn Bên ngoài lỗ thủng xuất hiện sao cầu dày đặc, những tinh cầu này bắn ra ánh sáng, hội tụ cùng một chỗ rồi áp bách xuống, núi sông vì vậy mà bị phá, Càn Khôn cũng bị chấn động, đây là thực lực cùng lực lượng của cao thủ lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Sau khi lĩnh ngộ pháp tắc không gian, tốc độ hấp thu các loại nguyên khí trong một số không gian dị độ còn gấp 10 lần, mấy chục lần so với bất tử chi thân. Quần Tinh môn có một vị trưởng lão gọi là Di Tinh trưởng lão cũng lĩnh ngộ pháp tắc không gian, hắn cũng có thể di chuyển được các tinh cầu loại nhỏ. Hiện tại mặc dù Lữ Động Tiên mới lĩnh ngộ pháp tắc không gian, sơ bộ tấn thăng lên làm cao thủ trường sinh bí cảnh đệ tam trọng động thiên cảnh. Thế nhưng khi xuất thủ đã cho thấy khí thế diệt sát hết thảy của cao thủ động thiên cảnh. chương 539, Phật Đà giận dữ, đây là lực lượng của cao thủ lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Thật là lợi hại, cư nhiên còn lớn hơn rất nhiều so với lực lượng của ta một khi điện chủ thuần dương điện lữ động tiên xuất thủ. Khí thế vô song, kinh thiên động địa, nhật nguyệt lưu mờ, hắn dùng một tay chân áp phương hàn, một tay bắt hoàng tiền đồ, thể hiện ra khí phách kiêu ngạo tiệt luân, thân thể trong không gian vặn vẹo, khí tức cổ xưa, giống như là nhân vật thái cổ trong thần thoại, không ai có thể địch lại. Phương hàn phòng trừng, lực lượng ẩn chứa trong một trường này của đối, phương lên tới trên 10 tỷ mã lực. Đương nhiên cho dù Lữ Động Tiên có lĩnh ngộ pháp tắc không gian, lực lượng cũng không vượt quá 10 tỷ, dù sao hắn vừa mới lĩnh ngộ, còn không thể so sánh với một số nhân vật đã bước vào cảnh giới này từ rất lâu rồi. Hiện tại hắn chỉ là trường sinh bí cảnh đệ tam trọng động thiên cảnh sơ kỳ. Luận về thực lực thuần túy, sẽ không cường hãn hơn bao nhiêu so với Phương Hàn, thế nhưng hiện tại xuất thủ, không phải chỉ có lực lượng của mình mà là lực lượng của cả tiệt sát đại trận thiên địa vô cực cửu âm cửu dương điên đảo kiền không? Liên hợp với chín vị trưởng lão bất tử chi thân thuần dương điện. Cao thủ bất tử chi thân tu luyện tới đỉnh phong cũng không khác biệt gì nhiều với một phần phân thân của Tô Tú Y cùng với Hồng Thiên Kinh. Nhiều nhát là hai tỷ mã lực, đến cảnh giới sau này, tiếp tục phục dụng nhiều đan dược hơn nữa cũng không có tác dụng gì nhiều. Chỉ có thể tích xúc trong cơ thể mà thôi. Hiện tại Phương Hàn mặc dù có 5 tỷ mã lực, một phần là do hắn tích xúc hùng hồn, tiểu túc mệnh thuật quá thần kỳ. về phương diện khác là lực lượng của đại bổn nguyên thuật, tu luyện đại bổn nguyên thuật. nếu như đột phá cực hạn có thể đánh vỡ quy tắc thông thường. đây cũng là nguyên nhân năm đó bàn vũ đại lực thần thông ở trên tay bàn vũ tiên tôn được phát huy tới mức tận cùng. hồng thiên kinh không có tu luyện đại bổn nguyên thuật, cho nên hiện tại lực lượng của hắn cũng chỉ có hai tỷ mã lực mà thôi. tuy lữ động tiên đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Nhưng mà nếu chỉ trên cơ sở lực lượng đơn thuần mà nói, lực lượng so với Phương Hàn cũng chỉ sàn sàn nhau. Đương nhiên nếu như hắn tiếp tục khổ tu vài ngàn năm nữa, nói không chừng pháp lực thật sự có thể tăng lên tới con số 10 tỷ cũng nên. Thế nhưng hiện tại bố trí đại trận liên hợp với 9 đại trưởng lão bất tử chi thân xuất thủ, lực lượng hội tụ cùng một chỗ đột phá tới cực hạn, quả thực khiến pháp lực của hắn tăng tới đỉnh phong, đủ có thể di chuyển một khối tinh cầu nhỏ tùy ý vung tay lên một chảo, lập tức nắm được một hải dương. Đối, mặt với áp bách như vậy, Phương Hàn hít sâu một hơi, thân thể áp xúc, đại hộ thân thuật được thi triển ra, mà ba ngàn tay, ba ngàn mắt, năm gương mặt bất tử chi thân cũng tích xúc lực lượng. Làm cho thuần dương chi lực gom góp chảy vào trong đại hỗn độn lôi kiếm. Tình đế long sàng, quyền trượng đế thích, ba đại thượng phẩm đạo khí này triệt để cuồng bảo, cũng phát ra trận trận không gian ba động, đối. Kháng với không gian vặn vẻo, Đại Hỗn độn lôi kiếm chém ra, hơn 10 ức lôi cầu bạo phát, khắp nơi nổ tung, chấn động, mà một viên tinh cầu chi hạch trên tinh đế long sàng trực tiếp bay ra. Giống như mặt trời buông xuống, thiên địa tràn đầy hỏa diễm cuồn cuộn, hào quang ngập trời, quyền trượng đế thích lại trực tiếp mở ra thông đạo, dẫn tới hư thần giới. Sau đó phía trên quyền trượng bay ra một đạo hư ảnh thần hoàng. Bàn chân đạp mạnh, thiên địa đều chấn động đế đạp nhân gian thần tộc hàng thế, thống trị vạn vật, phủ phục chư thiên, thành âm mênh mông phát ra từ trong quyền trượng đế thích. Ba đại thượng phẩm đạo khí bỗng nhiên phát uy, hơn nữa với lực lượng của Phương Hàn không ngờ trực tiếp chân áp không gian vạn vẹo của Lữ Động Tiên. Đồng thời ngăn cản một trường của hắn, mà trên bầu trời, đối, mặt với một trào công kích của Lữ Động Tiên, Diêm không chút nghĩ ngợi, tung ra long trào, xuyên không đập xuống, trên mặt long trào bạo phát ra A Tị Chi Môn trực tiếp đánh nát bấy một trường kia của Lữ Động Tiên. Giờ khác này, mặc dù chưa hấp thu được số lượng một vạn ức thuần dương đan. Thế nhưng dù sao Diêm cùng Hoàng Tuyền Đồ vẫn có thể phát ra uy nghiêm của tiệt phẩm đạo khí. Ba đại thượng phẩm đạo khí, đại hỗn độn lôi kiếm, đó là pháp bảo còn sót lại của hỗn độn thiên quân. Tại vài ngàn năm trước, một cái bảo tàng của hỗn độn thiên quân đã dẫn phát tới rất nhiều vụ oanh động. Cuối cùng bị một tên thần tộc cao thủ cướp đi tại sao bây giờ lại ở trong tay hắn? Còn nữa, tình đế long sàng, cây quyền trượng kia nữa, đều là bảo bối của sở nam công tử mà. Đáng chết, chứng kiến công kích của mình không thu được bất cứ hiệu quả gì. Hoàng tuyền đồ còn đang không ngừng hấp thu cửu dương thánh thủy trong thuần dương đại hải. Lữ động tiên đau lòng muốn chết, quả thực giống như nhi tử của mình bị giết chết. Lão bà bị người khác cướp đi vậy, chỉ cần cửu dương thánh thủy trong thuần dương đại hải tổn thất một chút tội của hắn cũng sẽ tăng thêm một phần. Làm sao bây giờ, điện chủ, hắn có ba kiện thượng phẩm đạo khí. Chúng ta một kiện cũng không có. Thượng phẩm đạo khí, trừ khi tu luyện tới cảnh giới tạo vật chi cảnh mới có thể dùng lĩnh vực nghiền nát. Phá hư, luyện hóa, trong đại trận, một vị trưởng lão bất tử chi thân lo lắng gầm lên. Vị trưởng lão bất tử chi thân này có lực lượng dưới một tỷ mã lực. Tầm bảy tám trăm triệu gì đó trình độ thuộc hàng trung đẳng trong đội ngũ bất tử chi thân. Xa xa mới bằng tư mã trùng, hồng thiên kinh hai người có đại khí vận này, bọn họ cũng không có thượng phẩm đạo khí, thậm chí ngay cả điện chủ thuần dương điện lữ động tiên cũng không có thượng phẩm đạo khí. Cho dù hiện tại lữ động tiên đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian, cũng không đủ để luyện chế ra tuyệt phẩm đạo khí, hắn chỉ có trung phẩm đạo khí, hơn nữa hắn không giống như đám người sở nam công tử. Hồng Thiên Kinh từ mã trùng, sau lưng không có đại cao thủ, cũng không có nhiều đại khí vận, hiện tại Phương Hàn đem uy lực của ba kiện thượng phẩm đạo khí tăng lên tới cực hạn, cũng có thể làm cho không gian vặn vẹo, cư nhiên có thể ngăn cản được một kích của Lữ Động Tiên. Hừ, dựa vào cái gì mà tên Phương Hàn này cư nhiên có ba kiện thượng phẩm đạo khí? Còn có một kiện tuyệt phẩm đạo khí nữa. Chúng ta thật vất vả mới có một kiện thượng phẩm đạo khí a, lần này nhất định phải giết chết Phương Hàn ta không muốn cái gì cả, chỉ muốn phù chú, thế gian tự tại vương Phật mà thôi. Lúc này Hồng Thiên Kinh nắm lấy cơ hội phương hàn liều mạng cùng Lữ Động Tiên. Đột nhiên thân thể hắn biến thành vô hình, hiện tới gần bên người phương hàn, hung hăng tung ra một kích, Phật đà chi nổ, bỗng chốc hắn tiến tới. Trên người bộc phát ra bóng dáng một pho tượng kim sắc Phật đà cao tới trăm trưởng. Sau đó đột nhiên phẫn nổ, trên người tỏa ra hỏa diễm hừng hực rồi hóa thành một đóa hoa sen trực tiếp xuyên thủng đại hộ thân thuật của phương hàn thiết huyết chiến kỳ phong vân giết gào nam châu chấn động thiên địa bích huyết cùng hắn xuất thủ còn có tư mã trùng kẻ này trên người có đại khí vận cũng có tâm tư giống hồng thiên kinh nhất định phải giết chết phương hàn bởi vì vừa rồi khi phương hàn liều mạng đại hộ thân thuật chấn động đã có xu thế vỡ ta mà ba đại thượng phẩm đạo khí cũng bị chấn động tạm thời lâm vào thế khó lữ động tiên cùng chín đại bất tử chi thân tung ra một kích trong một sát na ngắn ngủi Phương Hàn Lâm vào thế khó. Từ mã trùng, Hồng Thiên Kinh liền nắm lấy cơ hội. Hồng Thiên Kinh thi triển ra một môn bí thuật, Phật Đà chi nộ, trong truyền thuyết, Phật Đà phải không tranh, không giận, lấy từ bi làm gốc. Thế nhưng Phật Đà một khi trông thấy nhân gian lâm vào ác nghiệp, không cách nào cứu vãn, sẽ sinh ra lửa giận, hủy diệt cả chư thiên vạn giới. Bởi vậy có thể thấy được Hồng Thiên Kinh thi triển ra Phật Đà chi nộ là sát chiêu lợi hại cỡ nào. Mà Tư Mã Trùng cũng thi triển ra một môn bí thuật. Thiên địa bích huyết, một chiêu đánh ra, quỷ thần gào khóc, khắp nơi đều tuân ra một cỗ bích lục huyết, đám máu này bốc cháy, hỏa diễm thiêu hóa khắp hư không. Vô luận là vận dụng Phật Đà chi nộ hay thiên địa bích huyết cũng phải tiêu hao tuổi thọ bản thân. Ra sức tung ra một kích, là sát chiêu liều mạng hủy diệt địch nhân nhưng mà Tư Mã Trùng cùng Hồng Thiên Kinh hai người này tuổi thọ kéo dài, cũng không quan tâm chỉ cần giết chết Phương Hàn, hết thảy đều đáng giá. Các ngươi cư nhiên dám đánh lén ta, đây chính là tự tìm chết, thiên địa chúng thần cũng không thể giải cứu các ngươi. Các ngươi tưởng lực lượng ta đã cạn sao? Số mệnh lực thay đổi liên tục vận mệnh, ta nói hết thảy phản kháng đều vô dụng trước cơn lũ vận mệnh. Đều vĩnh viễn rơi xuống luân hồi, không thể siêu sinh, thanh âm của Phương Hàn thật to, thật vang vọng nương theo thanh âm thân thể phương hàn cao lớn uy mãnh bước tới một bước này hắn liền biến hóa thành bản thể của mình thế nhưng khí thế càng thêm hùng hồn tiểu túc mệnh thuật vận chuyển trong thân thể hắn tuổi thọ của hắn được thiêu đốt xuất ra lực lượng tản mát thành từng vòng đến mức tất cả pháp lực đều có xu thế tan rã vô luận là phật đà chi nộ hay thiên địa bích huyết đều bị tan thành mây khói không có khả năng không có khả năng phật đà chi nộ của ta tại thời điểm ta còn là thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng đã dùng nó đánh chết một tên vạn cổ cự đầu. Hiện tại tu thành bất tử chi thân, uy lực của Phật Đà chi nộ này còn tăng lên gấp mấy trăm lần. Làm sao lại không thể lay chuyển được hắn? Hồng Thiên Kinh mang theo vẻ mặt không tin liên tục trường khiếu. Từ mã trùng cũng vậy, ta đã tiêu hao 5.000 năm tuổi thọ, thì triển ra môn thần thông có một không hai để giết các ngươi. Các ngươi cũng có thể nhắm mắt mà chết các ngươi tuy có đại khí vận nhưng cũng không khác gì sở nam công tử ta có thể luyện hóa được sở nam công tử còn sợ gì mà không thể luyện hóa hai người các ngươi người đối nghịch với ta hết thảy đều phải chết ta chính là mệnh ta chính là trời thiên mệnh thuộc về ta gia trì thân thể ta thanh âm của phương hàn càng thêm mênh mông tại thời khắc này thời gian tựa hồ như dừng lại ngữ khí của hắn cuồng vọng không thể tưởng tượng nổi nhưng mà trên người hắn phát ra khí thế đủ có thể khiến hắn cuồng vọng. Khoảng chừng 5.000 năm, 5.000 năm tuổi thọ được Phương Hàn thiêu đốt, bang bang, liên tục vang lên hai tiếng. Tại khoảng cách hơn 10 dặm, Phương Hàn đánh về phía bản thể của Tư Mã Trùng và Hồng Thiên Kinh. Nhiệt xúc lữ động tiên vội vàng hợp hai tay thành chảo Không gian vạn vẹo bao vây lấy Phương Hàn. Pháp tắc không gian, vạn vẹo thân thể, bất tử chi thân, triệt đề tiêu vong, vô ích môn đạo thuật này của ta còn áp đảo trên ba nghìn đại đảo. Pháp tắc không gian cũng không có tác dụng gì với ta. Tuy phương hàn bị không gian vặn vẹo bao vây, thế nhưng quả nhiên hai ngón tay điểm ra số mệnh lực vẫn không bị không gian vặn vẹo ảnh hưởng. Trực tiếp đánh lên trên người hồng thiên kinh cùng tư mã trùng. Không tốt, thân thể hai người tư mã trùng, hồng thiên kinh liên tục biến hóa, chuẩn bị tung ra thượng phẩm đạo khí né tránh. Thế nhưng cỗ lực lượng này cư nhiên không coi thượng phẩm đạo khí vào đâu. Trực tiếp trùng sát tới bản thể của bọn họ. soạt thân thể hai người triệt để tan tác. Nổ thành hai luồng huyết vụ trải rộng trong phạm vi trăm dặm trên thuần dương đại hải. chương 540. Ngừng luyện cuối cùng. Phương Hàn chọn vẹn thiêu đốt 5.000 năm tuổi thọ, quyết định dùng một kích giết chết tư mã trùng. Hồng Thiên Kinh, nếu không phải hai người này thật sự tạo thành uy hiếp quá lớn, chỉ cần không chú ý một chút là tự tạo đường chết cho chính mình. Bọn họ có thượng phẩm đạo khí, lực sát thương quả thật rất khủng bố. Dù sao hiện tại Phương Hàn có khoảng chừng 10 vạn 8 ngàn năm thọ nguyên. Có thể nói là tuế nguyệt dài lâu, bất hù bất lão, tiêu hao một vạn năm cũng không tính là gì. Trực tiếp thiêu đốt 5 ngàn năm tuổi thọ thúc dục tiểu túc mệnh thuật. Nếu như có thể giết chết hai người này, thu được nhiều thần thông, huyết nhúc, thượng phẩm đạo khí, rất nhiều bảo bối của bọn họ cái giá này cũng không tính là gì. Tiểu túc mệnh thuật là môn thần thông thần bí xếp vị trí số 1. Có liên quan tới đại mệnh vận thuật, uy năng của nó có thể nói là tôn sư của những thần thông trong 3.000 đại đảo. Đứng đầu trong đại đảo, đạo trong đảo, loại đạo thuật này không bị thời gian, không gian, nhân quả, nghiệp lực luân hồi, hạn chế. Có thể nói là siêu thoát vạn giới, không tồn tại trong ngũ hành, trực tiếp công kích, trực tiếp gia chi sở nam công tử nửa người nửa thần có thể nói là bị chết bởi tiểu túc mệnh thuật hiện tại tư mã trùng hồng thiên kinh hai người không khác gì là mấy so với sở nam công tử hai đại thiên tài của vô cực tinh cung sau khi thừa nhận một kích này thần thể hai người nổ thành vô số huyết nhục huyết vũ huyết vụ hiện tại tiểu túc mệnh thuật của phương hàn đã thôn phệ không biết bao nhiêu loại thần thông bên trong ẩn chứa vô số hạt giống lạc ấn thần thông càng ngày càng lớn mạnh so với thời điểm ban đầu chưa cô đọng không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Nhất là sau khi thôn phệ linh lung đại la thiên tiểu túc mệnh thuật phát ra một loại biến hóa kỳ quái. tựa hồ như càng hoàn thiện hơn, tiểu túc mệnh thuật tung ra một kích cường đại như thế. Mặc dù thân thể của tư mã trùng, hồng thiên kinh được rất nhiều pháp bảo bảo vệ, thế nhưng vẫn không chịu nổi. Bất quá tốt xấu gì bọn hắn cũng đã tu thành bất tử chi thân. Sau khi nổ thành một đoàn huyết vụ thân thể mãnh liệt cô động thành từng thân thể nhỏ, muốn nỗ lực tụ hợp lại, vô ích, thôn phệ toàn bộ cho ta, ta muốn nuốt tươi các ngươi, coi các ngươi như thuốc bổ vậy. Phương Hàn tiếp tục bước ra vài bước, trên người bay ra thượng thương thủ hung hăng chộp tới đám huyết vụ. Mà chín đại vạn cổ cự đầu trong bát bộ phù đồ cũng phát ra vòng xoáy. Muốn triệt để chân áp đoàn huyết nhục này. Phương Hàn, người nghĩ muốn nuốt chúng ta. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Trăm ngàn huyết nhục, trong vô số huyết vụ truyền tới thanh âm của hai người. Yêu nghiệt, người dám làm vậy, Lữ Động Tiên trông thấy một màn này, đã triệt đề nổi giận, triệt đề đề nổi giận, cho dù thế nào hắn cũng không thể đứng nhìn Hồng Thiên Kinh. Từ mã trùng hai người vẫn lạc, trong lúc tức giận, hắn cũng không tiếc hao phí tuổi thọ tay tay vung lên huy vũ liên tiếp chém ra vô số đao ảnh. Vô cực loạn sát, đầu truyền tinh di, thiên địa băng hồi, thái cực chi chủ lúc này lữ động tiên thi triển ra toàn bộ lực lượng của mình. Đao đao chiêu chiêu, mỗi đao đều điều động pháp tắc không gian. Hơn nữa mỗi đao đều ẩn chứa không gian chi lực không gì sánh kịp còn có lượng lớn tinh thần chi lực. Liếc mắt nhìn lại có thể chứng kiến hơn triệu ngôi sao tạo thành một không gian đại hà. Vọt tới chỗ phương Hàn. Cùng lúc đó trên mặt lữ động tiên hiện ra thần sắc kiên quyết. Diệt sạch càn khôn, trừ vị trưởng lão, đem trung phẩm đạo khí mà các ngươi khổ tu ra. Chúng ta tung ra cản khôn nhất trịch, giết chết Phương Hàn, Liều mạng, giết tên ma đầu này. Tại thời điểm Lữ Động Tiên nổi giận, trong thân thể hắn bay ra ba kiện trung phẩm đạo khí. Ba kiện trung phẩm đạo khí này chính là ba kiện liên hoàn. Mỗi một kiện lại đan xen với kiện còn lại, không biết luyện thành bằng thứ gì. Trên mặt ba loại quang hoa Nhật Nguyệt tinh, liên tiếp một chỗ cùng bổn mạng nguyên khí của hắn, hiển nhiên là bổn mạng đạo khí do hắn khổ tu thành cao thủ bất tử chi thân đã có thể luyện chế trung phẩm đạo khí. Nhưng mà thường thường cũng phải mất mấy ngàn năm, nhưng mà hắn là điện chủ lữ động tiên của thuần dương điện. Thần là kẻ đứng đầu một điện, là trưởng quản thuần dương điện, chức vị trọng yếu cỡ này cũng không thiếu gì tài liệu. Cho nên hắn tổng cộng luyện chế ba kiện trung phẩm đạo khí. Kết hợp gọi là tam quang diệt tiên hoàn, không biết nó đã giết chết bao nhiêu ma thần, mà hiện tại, hắn xuất ra kiện bổn mạng đạo khí này cũng không phải dùng để đối phó với phương hàn mà muốn thi triển ra càn khôn nhất trịch tự bạo đạo khí giết chết phương hàn bỗng chốc hắn xuất ra đạo khí mà đồng thời lúc này chín đại trưởng lão bất tử chi thân đã ở trong trận đồ xuất ra trung phẩm đạo khí bổn mạng pháp bảo của mình lập tức tại trong không gian vạn vẹo xuất hiện rất nhiều loại binh khí đao kiếm tiên trùy bồng côn hội tụ cùng một chỗ với tam quang diệt tiên hoàn của lữ động tiên cỗ pháp bảo như nước lũ này ẩn giấu trong mấy trăm triệu trường ảnh của lữ động tiên. Không hề lộ ra, chỉ chờ khi tiếp cận pháp bảo, thân thể địch nhân mới nổ mạnh, triệt để hủy diệt Phương Hàn. Nguy hiểm, trong một sát na này, Phương Hàn cũng cảm nhận được nguy hiểm tới cực điểm. Hắn vận chuyển tiểu túc mệnh thuật, lập tức trên người xuất hiện ba nghìn ma nhãn, lập tức phát hiện ra dòng nước lũ pháp bảo này nếu như nổ mạnh tại thân thể mình. Đại hộ thân thuật cũng không ngăn cản nổi chính mình không chết cũng bị thương, TCT cũng không ngăn nổi, cho dù có cao thủ đẳng cấp như Phong Bạch Vũ Đụng phải hơn 10 kiện trung phẩm đạo khí tự bảo cũng phải nhượng bộ lui binh. Hoàng Tiền Đồ, trong lúc nguy cấp này, Phương Hàn cũng không muốn chống lại, thân thể nhoáng lên một cái, tất cả pháp bảo, kể cả bát bộ phù đồ đều thu vào trong thân thể mình. Sau đó hắn thì triển ra đại na di thuật, tại một phần 10 vạn sát na, thân thể hắn lập tức tiến vào trong Hoàng Tiền Đồ cũng không kịp đối phó với hồng thiên kinh và tư mã trùng chúng ta quả nhiên là người có đại khí vận nếu phương hàn tiếp tục công kích chúng ta chỉ sợ cũng sẽ rơi vào kết cục giống như sở nam công tử nhưng bây giờ chúng ta lại có cơ hội rồi trong thiên không thân thể của hai người hồng thiên kinh tư mã trùng đều tụ thành một đoàn huyết nhục của bọn hắn bị phương hàn tạc phá rơi là tạc khắp nơi huyết nhục của hai người hỗn hợp cùng một chỗ hiện tại phương hàn bỗng chốc trốn đi bọn họ liền có cơ hội thở dốc, lập tức bắt đầu cô động. Nhưng mà trong quá trình cô động thân thể này, huyết nhục của bọn họ dã trộn lẫn với nhau, cho nên hai người đều biết tất cả lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc. Các loại thần thông của đối, phương, trong một sát na, hai người đều ha ha cười lên, cư nhiên chốc lát này, hai người đã lý giải được rất nhiều đạo lý của đạo thuật. Đúng vậy, chúng ta quả thật là người có đại khí vận, dưới tình huống này còn chiếm được không ít chỗ tốt cơ hồ là một phần một nghìn lần hô hấp hai người đã khôi phục hơn nữa còn chiếm được không ít chỗ tốt trong một sát na thần niệm trao đổi lữ động tiên thi triển ra sát chiêu đúng vậy là càn khôn nhất trịch chúng ta lợi dụng thời cơ bọn họ đang trọng thương chiếm lấy tiện nghi tốt trận địa sẵn sàng đón quân địch cùng một chỗ xuất thủ thôi không nói hai đại cao thủ này lữ động tiên có tu vi cao thâm vừa rồi lại lĩnh ngộ pháp tắc không gian hơn nữa kiến thức rộng rãi khi thấy Phương Hàn thi triển ra đại na di thuật, hắn liền điên cuồng hét lên một tiếng. Đại na di thuật cũng không chạy thoát khỏi pháp tắc không gian của ta. Càn khôn nhất trịch, na di qua hư không. Hủy diệt hoàng tuyền, bạo cho ta khi hắn điên cuồng hét lên. Đám pháp bảo như nước lũ đột nhiên ba động, cư nhiên đuổi theo Phương Hàn, tới cửa vào hoàng tuyền đồ, chuẩn bị chui vào đó rồi tự bảo. Đúng lúc này dị biến phát sinh, Diêm điên cuồng hét lên một tiếng một mảnh ma khí chung quanh hoàng tiền đồ thời gian trở nên chậm chạp trôi qua hơn 10 kiện trung phẩm đạo khí tạo thành dòng nước lũ đột nhiên bất động chịu ảnh hưởng của thời gian lực lại từ từ rơi vào trong hoàng tiền đồ hoàng tiền đồ đã kích phát ra thế giới của mình trong ma vân có thể vặn vẹo thời gian thiên tiền trụ quang đại trận chi uy giúp ta một tay lập tức nghe lệnh trong nháy mắt này với tu vi của lữ động tiên cũng không hề hoang mang một đạo phù chú từ trên người bay ra rồi thiêu đốt lên. Đại trận thiên tiền trụ quang ở sau lưng mạnh mẽ phát động. Một cỗ tinh quang mênh mông cuồn cuộn như đại hải chiếu xạ tới đám mây đen của hoàng tuyền đồ. Lập tức hơn 10 kiện trung phẩm đạo khí không hề bị ảnh hưởng của pháp tắc thời gian nữa. Đột nhiên nổ tung, oanh long, ầm ầm, giờ khắc này dường như thiên địa hủy diệt, vũ trụ dường như bắt đầu áp xúc, nguyên khí hào hùng bạo phát ra từ trong hơn 10 kiện trung phẩm đạo khí. Đây tương đương với hơn 10 cường giả bất tử chi thân đồng thời tự bảo. Trong vòng ngàn dặm chẳng khác gì trải qua một lần diệt thế rồi sáng lập. Tốt, như vậy cho dù không chết cũng bị trọng thương, cơ hội tới, từ mã trùng, Hồng Thiên Kinh ngưng tụ lực lượng toàn thân chuẩn bị bạo phát. Chỉ chờ Phương Hàn bị nổ trọng thương sẽ lập tức xông tới cướp đoạt, thậm chí giết chết đối. Phương, thế nhưng, biến hóa mà bọn họ không tưởng nổi đã xảy ra. Ha 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 ha. Ha 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 ha, ta rốt cục cũng hấp thu đủ 100 tỷ thuần dương đan rồi. Lực lượng của luân hồi chi bàn rốt cục cũng ở chỗ sâu trong thời không chiếu xuất ra. Các ngươi dám khiêu chiến với uy nghiêm của hoàng tuyền đồ. Mỗi người đều phải chết, đều phải chết, là diêm điên cuồng rít gào lên. Trong khi tiếng rít gào vang lên, thiên địa đều dừng lại, hết thảy đều dừng lại. Trong hư không, phía trên hải dương thuần dương xuất hiện một hư ảnh luân bàn lục giác to như tinh cầu. Luân bàn lục giác này do 72 vị ma thần cao 10 vạn trượng xoay tròn chung quanh. Lực lượng sinh ra từ vụ nổ của hơn 10 kiện trung phẩm đạo khí lập tức tan thành mây khói. Giống như viên đá ném vào trong biển, căn bản không tạo nên bất kỳ sóng gió gì. Hư ảnh luân bàn này đánh nát lực nổ mạnh của hơn 10 trung phẩm đạo khí. Sau đó lại áp bách tới, mở rộng, mở rộng hướng tới lữ động tiên, từ mã trùng, hồng thiên kinh rầm 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 hình chiếu của luân hồi chi bàn bỗng chốc bạo áp lữ động tiên cùng chín đại trưởng lão bất tử chi thân chính là những kẻ đứng mũi chịu sao đầu tiên là chín đại trưởng lão không chịu nổi áp lực thân thể nổ mạnh thành từng đoàn huyết nhục mơ hồ đại trận lập tức sụp đổ mà lữ động tiên tu vi cao nhất dưới cỗ áp lực này hắn vẫn có thể phát huy ra toàn bộ bản lĩnh thân thể lay động trong nháy mắt đã di chuyển qua trăm ngàn không gian song song hóa giải lực lượng của luân hồi chi bàn. Thế nhưng vẫn không có tác dụng, lực lượng của luân hồi chi bàn đã tập trung lên linh hồn hắn. Cho dù có di chuyển xa hơn nữa, cũng vẫn bị áp bách, cuối cùng thân thể hắn cũng bị nổ thành một đoàn huyết vụ. Từ mã trùng, hồng thiên kinh, các ngươi đi mau, đi mau, hắn điên cuồng hét lên, sau đó huyết vụ tràn ngập, muốn triệt để ngăn cản lực nghiền áp của luân hồi chi bàn. mươi 541, triệt để đánh tan luân hồi chi bàn rốt cuộc cũng tại thời điểm mấu chốt nhất ngưng tụ thành phóng xuất ra một đạo hư ảnh mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh thế nhưng uy lực thật không gì sánh kịp siêu việt hơn hết thảy cái gì mà bất tử chi thân gì mà pháp tắc không gian gì mà đạo thuật đạo khí tự bảo bị hư ảnh này áp bức hết thảy đều là mây bay bị gió thổi qua mây sẽ tan tác lực lượng của luân hồi chi bàn thật sự là quá lớn năm đó linh lung tiên tôn thi triển ra kiện tuyệt phẩm đạo khí tu di kim sơn. Lập tức đè chết trưởng lão thái dục thiên của thái nhất môn. Kẻ này còn lợi hại hơn cả phong bạch vũ, mà hoàng tuyền đồ còn lợi hại hơn rất nhiều so với tu di kim sơn. Thiếu một chút là thành tiên khí, chỉ cần dung hợp được với hoàng thư tìm được pháp tắc tiên đạo trong đó. Sẽ chính thức trở thành tiên khí, dưới áp bách của hư ảnh luân hồi chi bàn điện chủ thuần dương điện lữ động tiên cũng không có bất kỳ khả năng chống cự nào. Nếu hắn có một kiện thượng phẩm đạo khí mà nói còn có thể ngăn cản được. Bởi vì hắn có thủ đoạn lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Thúc giục thượng phẩm đạo khí phát ra uy lực còn lớn hơn nhiều khi ở trong tay bất tử chi thân. Thượng phẩm đạo khí nếu như ở trong tay nhân vật cỡ phong bạch vũ. Lúc đó mới chính thức phát huy hết uy lực của nó. Cảnh giới càng cao, pháp lực cũng tương ứng phát huy thượng phẩm đạo khí tới cực hạn. Đây là điều mà ai cũng hiểu. Đáng tiếc chính là Lữ Động Tiên không có thượng phẩm đạo khí. Cho dù với thế lực của vô cực tinh cung, muốn mỗi người điện chủ đều có một kiện thượng phẩm đạo khí. Điều này không có khả năng. Ngẫm lại ứng tiên thiên là ma đế cấp bậc như vậy luyện chế ra một kiện thượng phẩm đạo khí cũng mất tới một ngàn năm. Còn phải cần rất nhiều trưởng lão liên thủ, như thế đủ để biết thượng phẩm đạo khí khó luyện chế thế nào. Không có thượng phẩm đạo khí thuần tí dùng lực lượng bản thân chống cự loại đạo khí khủng bố như luân hồi chi bàn. Kết cục bi thảm đã chú, định lên người lữ động tiên rồi. Đây là luân hồi chi bàn sao? Hình chiếu của luân hồi chi bàn. Nếu như là luân hồi chi bàn chính thức, vậy sẽ mạnh mẽ như thế nào? Giờ khắc này Phương Hàn ở trong hoàng tuyền đồ cũng chấn động. Hắn thấy hình chiếu của luân hồi chi bàn tung ra một kích. Chẳng những đánh nát lực nổ mạnh của hơn 10 kiện trung phẩm đạo khí hơn nữa còn công kích tới chấn nát bấy chín đại trưởng lão bất tử chi thân thậm chí còn đánh tan thân thể kẻ đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian như lữ động tiên điều này vượt qua ý liệu của hắn cao thủ pháp tắc không gian khủng bố bực nào trong lòng phương hàn rất rõ mình coi như vận dụng rất nhiều thượng phẩm đạo khí cũng không thể thắng mà hiện tại hư ảnh của luân hồi chi bàn chỉ cần nhẹ nhàng đè xuống thân thể đối phương đã nổ mạnh lực lượng thật sự cách biệt quá xa Uy lực của Luân Hồi chi bàn mặc dù lớn, thế nhưng mỗi một lần thúc dục ít nhất đều phải tiêu hao hơn 10 ức, thậm chí trên trăm triệu ức thuần dương đan, không có mấy người có kinh phí để thúc dục nó, trừ phi người đó tu luyện ra thế giới của mình. Lúc đó lượng nguyên khí phun ra nuốt vào đã đạt tới cực hạn. Mỗi một khắc đều ngưng tụ ra ngàn vạn thuần dương đan mới có thể chính thức tùy thời thúc dục Luân Hồi chi bàn. Diêm liên tục trưởng khiếu, thập phần hưng phấn, phương hàn, động thủ đi hư ảnh của luân hồi chi bàn chuẩn bị tan đi, lần sau muốn thúc giục phải tiêu hao hơn 15 ức đan dược. Hiện tại trong bát bộ phù đồ của ngươi còn bao nhiêu? Thuần dương đan trong bát bộ phù đồ đã lên tới con số ngàn ức. Nhưng mà vừa rồi nghe ngươi nói, chỉ đủ thúc giục luân hồi chi bàn 10 lần mà thôi. Đáng tiếc đáng tiếc, phương hàn chặt lưỡi, ngàn ức thuần dương đan chính là một số lượng tài phú cự đại. Đủ để khai sáng một môn phái cự phách. Bồi dưỡng được ngàn vạn cao thủ kim đan, thế nhưng số lượng đan dược này chỉ đủ diễn hóa ra hư ảnh Luân Hồi Chi Bàn hơn 10 lần. Có thể thấy được Luân Hồi Chi Bàn hung hãn cỡ nào. Thế nhưng điều này cũng đáng giá, uy lực của Luân Hồi Chi Bàn quả thật là lớn, lại có thể trực tiếp chấn nát thân thể cao thủ lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Hơn nữa còn đánh tan lực tự bảo của hơn 10 kiện trung phẩm đạo khí. Hơn 10 kiện trung phẩm đạo khí tự bảo có thể đơn giản giết chết bất cứ cao thủ bất tử chi thân nào nhưng lại không thể đả động được một cái hình chiếu của luân hồi chi bàn. Nắm lấy cơ hội, chúng ta xuất thủ, phương hàn, chỉ cần giết chết tên lữ động tiên này, hoặc chân áp, chúng ta hợp lực luyện hóa hắn. Ngươi sẽ có cơ hội với tới pháp tắc không gian. Hiện tại mặc dù ngươi đạt tới bất tử chi thân đỉnh phong. Thế nhưng cũng không có mảy may hy vọng lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Chỉ có người lĩnh ngộ pháp tắc mới chính thức trở thành thần thoại. Hơn nữa bây giờ là một cơ hội rất tốt. Lữ động tiên này hiển nhiên vừa lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Hắn vận dụng pháp tắc giống như đứa trẻ vậy. Đối, phó với hắn tương đối. Dễ dàng, nếu như đụng phải loại cao thủ lão làng. Lĩnh ngộ pháp tắc không gian đã nhiều năm. Chúng ta đây cũng không thể sờ vào nửa cọng lông trên người hắn. Chuyện này đương nhiên rồi. Ta cũng sớm có ý nghĩ này. Với tu vi hiện tại của ta. Tuy lợi hại thế nhưng giờ khắc này mới là bất tử chi thân đỉnh phong. Đã đạt tới cực hạn muốn tăng cảnh giới, nếu không có ngàn năm căn bản không có khả năng, chỉ có đi tắt, cướp đoạt lĩnh ngộ pháp tắc của đối. Phương mà thôi, Phương Hàn đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ hư ảnh của luân hồi chi bàn vừa biến mất. Hắn sẽ đem hết toàn lực trấn áp lữ động tiên, hơn nữa còn phải chuẩn bị sát chiêu đối. Phó với hai người hồng thiên kinh, từ mã trùng, Phương Hàn, người cứ như vậy cướp đoạt không phải là chính đạo đâu. Ở bên trong hoàng tiền đồ, trong một sát na này Hàn Hy lập tức lên tiếng nàng cũng nghe được mẩu đối thoại giữa phương hàn cùng diêm người biết gì thiên chi đạo tổn hại có thể bù nhân chi đạo tổn hại có thừa mà lại đem dâng tặng thiên đạo rất công bằng mà nhân đạo lại khác biệt nghèo lại càng nghèo thêm người giàu càng giàu mạnh càng mạnh có thể cướp đoạt được càng nhiều khiến cho bản thân càng cường đại hơn đây là nhân chi đạo biết rõ thiên đạo nhân đạo mới có thể xưng phách thiên địa vũ trụ phương hàn trường khiếu thành âm chấn động có tác dụng bài trừ sương mù, cảnh tình ý nghĩ của con người, thiên chi đạo, tổn hại có thể bù, nhân chi đạo tổn hại có thừa mà lại đem dâng tặng. Những lời này tự hồ như quán đính, chấn đắc khiếu đầu óc vài nữ đệ tử ông ông tác hưởng. Tự hồ như có chút lĩnh ngộ, đều cố nuốt lấy mấy lời này, mà sau khi phương hàn nói xong câu kia cũng phi ra ngoài. Bởi vì lúc này, hư ảnh của luân hồi chi bàn đã bắt đầu suy giảm. Trong vòng mươi lần hô hấp luân hồi chi bàn nghiền áp tới khiến lữ động tiên đã triệt để hòa tan. Thân thể của hắn biến thành một đoàn tinh thể sền sệt trong không gian vạn vẹo. Giống như hư không tinh thạch, thế nhưng lực lượng của hắn vẫn còn cường đại như cũ. Gắt gao bám lấy hư ảnh của luân hồi chi bàn, mà chín đại trưởng lão bất tử chi thân đã hoàn toàn hóa thành một đoàn huyết ảnh. Quấn quanh thân thể lữ động tiên, tựa hồ như cửu cửu hợp nhất, mười người nhất thể, tới tăng cường lực lượng cho lữ động tiên mà Hồng Thiên Kinh, từ mã trùng hai đại cao thủ cư nhiên không rời đi. Bọn họ muốn chiếm tiện nghi, bọn họ ỉ vào bản thân có đại khí vận, muốn ở chỗ này tới thời khắc cuối cùng mới rời đi. Lữ động tiên ngăn cản hình chiếu của luân hồi chi bàn. Bọn họ lại ẩn núp ở phía sau, sử dụng thượng phẩm đạo khí hộ thể, sau đó cũng dùng toàn bộ lực lượng hấp thu thuần dương chi lực trong thuần dương đại hải. Trong khoảng thời gian ngắn. Đại lượng Cửu Dương Thánh Thủy cũng tiến nhập vào trong thượng phẩm đạo khí của bọn họ. Cửu cửu quy nhất, ngọc đá đều tan, Lữ Động Tiên điên cuồng hét lên, phát ra một kích mạnh nhất, thân thể của hắn run rẩy, bốn phía nổ mạnh, cuối cùng hạ xuống, triệt để đánh bại hư ảnh của Luân Hồi chi bàn. Hư ảnh của Luân Hồi chi bàn nguyên bản thừa nhận một kích nổ mạnh của hơn 10 kiện trung phẩm đạo khí. Tổn thất không ít, lại nghiền ép chín đại trưởng lão bất tử chi thân cùng Lữ Động Tiên còn có một tòa trận đồ nữa. Cho nên tiêu hao không ít lực lượng, đây dù sao cũng chỉ là hình chiếu, không thể chấn áp chư thiên diệt sát hết thảy. Nhưng mà hư ảnh vừa vỡ, lữ động tiên, còn có chín đại trưởng lão bất tử chi thân cũng nhận lấy tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Thực lực không đủ một thành như lúc ban đầu, nguyên khí đại thương, đúng lúc này, phương hàn thét dài một tiếng, bay ra từ trong hoàng tuyền đồ, hiện ra ba ngàn cánh tay, ba ngàn con mắt, dữ dội mà tới mà hoàng tuyền đồ lại áp xúc áp xúc biến thành một tấm đại đồ bao trùm tới chỗ hồng thiên kinh từ mã trùng phương hàn thi triển ra đại na di thuật rất nhanh một trào áp xuống liền bao phủ đám người lữ động tiên vào trong đồng thời hắn thúc giục ra lĩnh vực của mình bát bộ phù đồ đại hỗn độn lôi kiếm tình đế long sàng quyền trượng đế thích đều mở ra một lần nữa đánh tan lữ động tiên cùng chín đại trưởng lão bất tử chi thân trong nháy mắt đánh tan Phương Hàn một lần nữa thúc giục tiểu túc mệnh thuật, điểm ra 10 ngón tay. Mỗi ngón tay đều giết tới linh hồn của một vị trưởng lão cùng Lữ Động Tiên. Đánh cho Lữ Động Tiên hít thở không thông, không cô động nỗi lực lượng, nguyên bản với cảnh giới của Lữ Động Tiên. Cho dù nguyên khí đại thương cũng không có bất cứ pháp thuật gì có thể thương tổn được hắn. Nếu như Phương Hàn dùng đại ngũ hành thuật công kích hắn, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Thế nhưng dùng tiểu túc mệnh thuật đồng thời không để ý tới pháp tắc không gian, triệt để đánh cho hắn tản ra. Đại thôn phệ, Phương Hàn xuất thủ không hề lưu tình, liền thi triển ra đại thôn phệ thuật, thôn phệ lấy đám thân thể của Lữ Động Tiên vào trong. Phần một chén canh, ngay một khắc này, từ mã trùm, Hồng Thiên Kinh hai người quả thực không chút nghĩ ngợi, thúc giục thượng phẩm đạo khí của mình, trực tiếp thiêu đốt ba ngàn vạn thuần dương đan, đánh tới Hoàng Tiền Đồ sau đó bản thân bọn họ liên tục biến hóa thành hai đạo lưu quang chộp tới chỗ Phương Hàn đang cắn nuốt sạch lữ động tiên. Hiện tại chỉ cần bắt được lữ động tiên, xé rách một bộ phận thân thể của hắn, sau khi luyện hóa, là có cơ hội lĩnh ngộ pháp tắc không gian, cho dù không lĩnh ngộ được, sau này tu luyện cũng dễ dàng hơn nhiều, tu luyện tới bất tử chi thân, sau này tu luyện chính là một vòng đen ngòm, xúc tích lực lượng không còn hữu dụng nữa, cho dù tư mã trùng, hồng thiên kinh. Phương Hàn mấy cao thủ loại này cũng không biết tiếp theo phải làm sao. Cho nên bọn họ mới cướp đoạt, tự tìm lấy cái chết. Lúc trước các ngươi rời đi khẳng định là không có chuyện gì. Thế nhưng hiện tại thật sự đã muộn, các ngươi quá tham lam rồi. Phương Hàn rung tay, trọn vẹn hơn 10 tỷ viên đan dược thiêu đốt trong hoàng tuyền đồ. Ồ ồ ồ, hư ảnh luân hồi chi bàn vừa biến mất lại hiện ra. Đánh về phía hồng thiên kinh, từ mã trùng, bang bang, đầu tiên, thiết huyết chiến kỳ. Đà la kinh chàng va chạm với hư ảnh luân hồi chi bàn. Hoàn toàn mất đi linh khí. Bị cuốn vào trong hoàng tiền đồ. Mà hình chiếu của luân hồi chi bàn không có nửa điểm dừng lại. Chấn đắc thân thể tư mã chủng. Hồng Thiên Kinh, mươi 542. Vương Phách tới tay. Phương Hàn tại trong thuần dương đại hải trọn vẹn cướp đoạt hơn một ngàn ức thuần dương đan. Cũng đủ diễn hóa ra 10 lần hình chiếu luân hồi chi bàn. Hiện tại lại thúc giục hắn triệt để muốn giết chết hai con kiến hôi luôn quấy dày là tư mã trùng hồng thiên kinh này không ngờ lại bám dính lấy mình lâu như vậy nếu không phải bởi vì chính mình nóng lòng muốn khôi phục uy lực hoàng tuyền đồ vậy đã sớm giết chết hai kẻ này rồi hiện tại hoàng tuyền đồ đã khôi phục uy lực diễn hóa ra hình chiếu của luân hồi chi bàn phương hàn cũng không thèm khách khí nữa giết rồi nói hư ảnh của luân hồi chi bàn liên tiếp chấn đắc khiến khí linh của hai kiện thượng phẩm đạo khí của tư mã trùng hồng thiên kinh hôn mê cuối cùng cuốn vào trong hoàng tiền đồ biến mất vô tung vô ảnh ngày đó hai kiện thượng phẩm đạo khí của sở nam công tử là tinh đế long sàng quyền trượng đế thích cũng bị hoàng tuyền đồ thu ngay lúc đó uy lực của hoàng tuyền đồ còn xa xa mới bằng hiện giờ tại hình chiếu luân hồi chi bàn nghiền ép tới tư mã trùng hồng thiên kinh cho dù có khí vận lớn hơn nữa cũng không thể nghịch thiên dù sao khí vận là khí vận thế nhưng ở trước mắt thực lực tuyệt đối khí vận cũng không đủ để thay đổi hết thảy hình chiếu của luân hồi chi bàn thu lấy thiết huyết chiến kỳ đà la kinh tràng sau đó liên tiếp nghiền ép hai người thành bột mịn thậm chí ngay cả pháp bảo mang tính phòng ngự trên người bọn họ cũng bị nát bấy những luồng tinh khí này liên tục bị cuốn vào trong hoàng tiền đồ thay đổi vận mệnh điên đảo ngũ hành chế tạo luân hồi phương hàn không lưu tình một chút nào một bước bay ra chấn áp lữ động tiên cùng chín đại trưởng lão bất tử chi thân đồng thời cũng bắn tới chỗ thân thể nát bấy của tư mã trùng hồng thiên kinh hai người đại thôn phệ thuật lại lần nữa phát uy nếu hút bất cứ nguyên khí nào trong vòng ngàn dặm vào trong cơ thể trong truyền thuyết đại thôn phệ thuật tu luyện tới cực điểm có thể thôn phệ tinh không người bay tới đâu hết thảy không gian tinh cầu một khi nguyên khí sụp đổ sẽ lâm vào trong đó, sau đó bằng vào thực lực tu luyện giả của bản thân mà luyện hóa. Đương nhiên môn thần thông trong ba nghìn đại đạo này cũng có nhược điểm. Chính là chỉ để ý tới thôn phệ, không quản luyện hóa thứ gì. Nếu như cắn nuốt phải thứ nguy hiểm gì đó, vậy sẽ gặp tổn thương rất lớn. Thế nhưng hiện tại với thực lực của Phương Hàn, căn bản không sợ gặp thứ gì không luyện hóa được, cho dù có thân thể của Lữ Động Tiên lĩnh ngộ pháp tắc không gian cũng bởi vì nguyên khí đại thương mà tạm thời bị chân áp. Sau này chậm rãi luyện hóa, hoàng tiền đồ khôi phục, có thể vận dụng ra hình chiếu luân hồi chi bàn tiến hành chân áp. Tiến hành luyện hóa, ta không cam lòng, ta chính là người trời sinh đại khí vận, làm sao có thể chết, không có khả năng, hiện tại ta không thể chết, vì cái gì đà la kinh tràng của ta bị mất, trong tương lai ta là người đứng đầu Phật môn ta chính là người chiếm được truyền thừa của vị đại thánh thượng cổ đà la vương Phật. Trong nháy mắt khi thân thể bị đánh vụn, cảm thấy lực lượng hủy diệt, ý chí của Hồng Thiên Kinh triệt để được kích phát, hắn liên tục biến ảo, ý đồ đối, kháng với lực lượng của hình chiếu luân hồi chi bàn, nhưng hết thảy đều phí công. Trên thân thể hắn, từng tấc từng tấc nguyên khí bị phân giải, sau thời gian mấy hơi thờ, 99 loại thần thông trên cơ thể đều đỉnh chỉ vận chuyển. Hóa thành phù văn tựa hồ như muốn tách ra khỏi thân thể mình đầu nhập vào trong đại thôn phệ thuật nhưng hắn biết một khi bị đại thôn phệ thuật nuốt vào sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục chính thức là cảnh vạn kiếp bất phục tất cả nguyên khí cũng bị phương hàn luyện hóa tất cả thần thông sẽ bị phương hàn cướp đi thần thông ẩn chứa trong thân thể hắn đều là các loại thần thông vô thượng tuy không phải trong ba nghìn đại đạo nhưng cũng là một ít thần thông thượng cổ hiếm thấy uy lực cực lớn cơ hồ ngang hàng với một số loại thần thông như tổ mã cổ thần khí. Ta liều mạng với ngươi. Phương Hàn, thời điểm Hồng Thiên Kinh ra sức chống cự, từ mã trùng lại ngăn không nổi nữa. Ý niệm cường đại bạo phát, đột nhiên hóa thân thành một đạo lưu quáng, hung hăng đánh vào giữa luân hồi chi bàn. Sau đó vận chuyển thần thông bản thân ngưng tụ thành một cỗ. Tự bạo thân thể, vô ích, từ mã trùng, người nghĩ muốn tự bạo thân thể, nhưng dưới luân hồi chi bàn tất cả đều là hư ảo. Cho dù ngươi đã tu thành bất tử chi thân cũng không có một chút tác dụng. Trừ phi tu thành thế giới của mình thì còn có thể. Thành âm mênh mông của phương hàn truyền tới. Hình chiếu của luân hồi chi bàn chấn động. Từ mã trùng ngưng tụ thành thân thể triệt để tan ra. Nguyên khí thân thể hắn bị bát bộ phù đồ hấp thu vào trong. Trong ý niệm của Hồng Thiên Kinh đã từng coi hắn là một đối thủ. Hiện tại chiến hữu lại triệt đề tan ra chín tám mươi loại thần thông ùn ùn đầu nhập vào trong thân thể phương hàn ha ha hào thần thông hào thần thông đại vương phách thuật ta lại vừa học được một môn thần thông trong ba nghìn đại đảo môn thần thông này rất uy mãnh trong ba nghìn đại đảo có khí thế quân lâm thiên hạ uy lực thật mạnh thậm chí còn còn trên cả đại thương khung thuật tốt 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 tám mươi loại thần thông khác cũng không có một môn nào là vô ích đều là thượng cấp thật tốt quá tiểu túc mệnh thuật Nuốt toàn bộ cho ta. Trong ý niệm của Hồng Thiên Kinh vang vọng thanh âm vui mừng của Phương Hàn. Hiển nhiên hắn đã cướp đoạt được toàn bộ thần thông cùng tu vi của Tư Mã Trùng. Sau đó hắn cũng cảm giác được khí tức của Tư Mã Trùng hoàn toàn biến mất. Triệt để diệt vong, rốt cuộc không còn tồn tại ở thế giới này nữa. Triệt để bị giết, chính thức không còn nửa điểm sinh cơ. Ta cũng phải chết như vậy sao? Không thể, không thể, Tư Mã Trùng cũng giống ta, đều là người có đại khí vận không có khả năng cứ như vậy chết đi. Hồng Thiên Kinh cứ việc toàn lực vận chuyển thần thông, thế nhưng không có một chút tác dụng nào. Nghiệp chướng, người dám xâm nhập thuần dương điện, trong lúc nguy cơ vạn phần này, đột nhiên bầu trời chấn động, nguyên khí trong phạm vi hơn 10 dặm bắt đầu ngưng tụ. Áp xúc, một cỗ lực lượng không gì sánh kịp từ rất nhiều không gian thẩm thấu ra. Ngăn cản luân hồi chi bàn, sau đó chụp tới, liền ngưng tụ tất cả nguyên khí của Hồng Thiên Kinh lại thu được cỗ nguyên khí này, Hồng Thiên Kinh lập tức khôi phục toàn bộ lực lượng, hơn nữa còn tinh tiến, không tốt, Phương Hàn, cao thủ tới, là nhân vật cung cấp với Phong Bạch Vũ, chúng ta ngăn cản không nổi đâu, diêm thét to, mà Phương Hàn cũng lập tức nhìn thấy, trên bầu trời cao, xuất hiện từng đạo đường hầm dẫn tới các thời không, giống như từng vòng tròn đồng tâm tản ra, lại giống như là tiền cổ ma thần buông xuống nhân gian. Trong ánh mắt của Phương Hàn trong đường hầm thời không này xuất hiện một người mặc tinh bào. Trên đầu đội hoàng quan, giống như đế vương vậy, tướng mạo người trung niên này, uy nghiêm vô song, dâu dài bồng bềnh, dáng người hoàn mỹ, nhìn thoáng qua một cái cũng có thể biết là loại người nắm giữ quyền lực rất lớn. Chuyên sai khiến người, khí tức trên cơ thể người này mang một loại nguy hiểm cực kỳ. Khiến cho Phương Hàn sờn tóc gáy, quả thật là cao thủ đẳng cấp như phong bạch vũ nếu tới huyền hoàng đại thế giới cũng đủ làm trưởng giáo một đại môn phái tiên đảo. Hơn nữa bằng vào trực giác, Phương Hàn cũng cảm giác được nam tử này có một loại liên lạc huyết nhục cực kỳ thân mật với sở nam công tử. Vô cực tinh cung, thái thượng trưởng lão, tinh đế, đi, trong nháy mắt này, Phương Hàn không chút nghĩ ngợi thân thể co rụt lại, thì triển ra đại na di thuật, tiến nhập vào trong hoàng tuyền đồ đồng thời cũng dẫn dắt thân thể của Lữ Động Tiên cùng chín đại trưởng lão bất tử chi thân của Thuần Dương Điện vào trong Hoàng Tiền Đồ. Thế nhưng tại thời khắc này, Lữ Động Tiên tựa hồ như đã nhận ra cơ hội, điên cuồng hét lên, thân thể biến hóa, lại có hơn phân nửa thân thể dẫy khỏi trói buộc của Phương Hàn. Bắn tới phía tinh đế, hơn nữa Phương Hàn cũng đành bỏ qua cho Hồng Thiên Kinh. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc, nếu như thu lấy toàn bộ thân thể Lữ Động Tiên ta đây sẽ có cơ hội lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Chính thức trở thành thần thoại, thế nhưng hiện tại lại để hắn chạy mất nửa phần thân thể. Chỉ còn lại có nửa phần mà thôi. Phương Hàn thấy một màn như vậy, trong lòng thầm hô đáng tiếc, nhưng lại không còn cách nào khác. Cho dù lữ động tiên bị mình hoàn toàn chân áp, cũng không phải chốc lát có thể độ hóa được. Huống chi hiện tại tinh đế đã tới, không đi chỉ sợ sẽ gặp bất chắc tai ương, không thể đi lên trên tình đế đã phong tỏa mặt trên rồi. Hơn nữa phái trên là hư không hỗn nguyên vô cực đồ. Chúng ta xông vào đó cũng bằng tự tìm chết. Diêm vội vàng nói, ta đã sớm dự liệu được rồi. Chúng ta đi xuống dưới, lẻn vào trong thuần dương đại hải. Vừa lẩn trốn, đồng thời có thể cướp đoạt cửu dương thánh thủy. Phương Hàn đã sớm có kế hoạch, thân thể khẽ động, hoàng tiền đồ thu nhỏ lại đến mức cực hạn. Lắng xuống, tiến nhập vào trong hải dương thuần dương đại hải. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt nước của Hải Dương Thuần Dương Đại Hải xuất hiện vô số vòng xoáy khổng lồ. Lượng lớn Cửu Dương Thánh Thủy một lần nữa rót vào trong Hoàng Tiền Đồ. Lập tức lại có 10 tỷ thuần dương đan hình thành. Ở chỗ sâu trong Thuần Dương Đại Hải, Phương Hàn một lần nữa phát động lực lượng của Nại Hà Chi Kiêu. Một cỗ thời không lực không gì sánh kịp chính thức được mở ra. Vô số tầng không gian đều bị mở ra, Hoàng Tiền Đồ chấn động một lần nữa mang đi vô số cửu dương thánh thủy sau đó biến mất trong vô cực đại thế giới nại hà chi kiều ở trong tay hoàng tiền đại đế có thể trực tiếp bắt từ vô cực đại thế giới tới huyền hoàng đại thế giới tuy phương hàn không thể nào làm được điều này thế nhưng phá vỡ tầng tầng hư không để bỏ chạy lại dễ như chơi đáng chết tình đế mạnh mẽ hạ xuống lập tức thấy được một màn bừa bộn ở thuần dương điện đây quả thật là chuyện không thể thừa nhận nổi ánh mắt của hắn lập lòe đột nhiên hạ xuống, xuyên thùng tầng hư vô, đã thấy tại sâu trong vô số ngôi sao, một cây cầu cự đại đang nhanh chóng bay nhanh, thoát ly khỏi phạm vi vô cực tinh cung, hướng tới biên giới của vô cực đại thế giới bỏ chảy. Ta cứ để ngươi đi như vậy, cũng không còn gọi là tinh đế nữa. Tinh đế dựng đứng lông mày lên, bàn tay tung ra một trường cách không giết tới. Bụp, lấy hắn làm trung tâm, không gian phạm vi mười vạn dặm đều gợn sóng tất cả không gian chi lực tụ thành một bàn tay cự đại phá tan tầng tầng lớp lớp không gian chướng ngại bạo kích tới nơi phương hàn đang chạy trốn phương hàn tình đế đuổi theo phương hàn không cần diêm nói cũng thấy được trong vô tận hư không phía sau đang có một bàn tay cự đại bắn nhiếp tới hừ tình đế này tưởng mình giống như thái hoàng thiên sao tu vi của hắn còn kém xa vạn dặm so với thái hoàng thiên phương hàn hồn nhiên không thèm để ý vận chuyển lực lượng thúc dục a Tị chi môn trong hoàng tiền đồ, bay ngược lại phía sau liều mạng đối, kích với cánh tay lớn này, phanh, bang bang, lúc này lực lượng của a tỵ chi môn đã hoàn toàn siêu việt hơn thượng phẩm đạo khí, bắt đầu thể hiện ra những điểm thần kỳ của tiệt phẩm đạo khí. Trực tiếp bay ra ngăn cản đại thủ, liên tục biến hóa, liền cắn nát đại thủ này. Sau đó thân thể phương Hàn khẽ động, hoàng Tuyền đồ thoát ly khỏi tầng tầng lớp lớp hư không vặn vẹo trở lại hiện thực đã ly khai rất xa khỏi vô cực tinh cung. Đi vào ngõ ngách của vô cực đại thế giới rồi. Vô cực đại thế giới lớn như huyền hoàng đại thế giới. Có vô tận không gian, vô tận địa vực, vô cực tinh cung cũng chỉ là một trục tuyến ở giữa mà thôi. mươi 543, Pháp tắc toái phiến, tình đế cho rằng bản thân hắn là Thái Hoàng Thiên sao? Có thể tùy ý bóp chết ta sao? hiện tại với cảnh giới của ta đã không phải kẻ có thể tùy ý bị người muốn nặn thế nào thì nặn rồi từ khi thoát thân khỏi thuần dương điện tâm tình của phương hàn vô cùng thư sướng cuối cùng đã thành công thành công khôi phục một phần thực lực của hoàng tuyền đồ phương hàn cũng đã thấy được uy lực của luân hồi chi bàn hiện tại hoàng tuyền đồ rốt cục đã hiện ra một chút thực lực của tiệt phẩm đạo khí ở bên trong còn có thể khống chế thời gian là nơi thánh địa để tu luyện hơn nữa hiện tại tài phú trên người Phương Hàn thật sự kinh người. Hiện tại đan dược trong bát bộ phù đồ lên tới ngàn ức thuần dương đan. Hơn nữa thiên ma phân liệt lên con số ba ngàn vạn. Đại thiên ma vương khoảng chừng một vạn. Mộc đạo nhân cũng đã tấn thăng lên bất tử chi thân. Các loại tài liệu, pháp bảo, hài cốt quả thực vô số kể. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là một phần thân thể của điện chủ thuần dương điện lữ động tiên đã chạy mất. Chỉ để lại nửa phần thân thể mà thôi như vậy chỉ có thể khiến Phương Hàn tăng cường lực lượng. Không cách nào tiến thêm một bước, lĩnh ngộ pháp tắc không gian, trở thành thần thoại, trở thành truyền kỳ, đương nhiên Phương Hàn rất thỏa mãn với lần cướp đoạt này. Ngàn ước thuần dương đan, chính mình tu thành bất tử chi thân, càng chiếm được một môn thần thông trong ba nghìn đại đạo. Đại vương phách thuật, hơn nữa hai kiện thượng phẩm đạo khí đà la kinh tràng. Thiết huyết chiến kỳ cũng thu vào trong túi, túi pháp bảo của tư mã trùng sở nam công tử, trong đó đều có một chút bảo bối. Phương Hàn còn chưa kịp nhìn, hai người kia tìm được rất nhiều kỳ ngộ, trong túi pháp bảo khẳng định không hề ít. Phương Hàn, lần này có thể nói chúng ta đã diễu võ dương oai rồi. Trở lại vũ hóa môn, nhìn xem ai dám nói một chữ không với chúng ta. Đúng vậy, thực lực bây giờ của ta, cho dù phong bạch vũ xuất thủ muốn triệt để chân áp ta cũng phi thường gian nan. Hoàng tiền đồ đã khôi phục hư ảnh luân hồi chi bàn cũng đã xuất ra. Ngay cả lữ động tiên cũng có thể giết chết. Hiện tại trên thân thể ta cũng có khoảng chừng 5 kiện thượng phẩm đạo khí. Chọn vẹn 5 kiện, đáng tiếc chưa tìm được sư tỷ. Nếu như tìm được sư tỷ, sẽ tặng đại hỗn độn lôi kiếm cho nàng. Vừa vặn kết hợp với lôi pháp của nàng, càng tăng thêm sức mạnh. Phương Hàn thở dài, hơi vận chuyển lực lượng, cũng cảm giác các loại thần thông hiện ra trong đầu mình trong phù văn của tiểu túc mệnh thuật tối thiểu đã có một hai trăm loại lạc ấn thượng cổ thần thông. Hơn nữa hiện tại hắn cũng có mười tám loại thần thông trong ba nghìn đại đạo. Nhiều hơn một môn là đại vương phách thuật, môn đạo thuật này trong ba nghìn đại đạo bài danh cực gần. Quả thực là một thần vương đạo, bá đạo, có lực lượng khuất phục nhân tâm. Phương Hàn, hiện tại chúng ta làm gì tiếp theo đây? Người xem, trên trục tuyến của vô cực đại thế giới. Hắc vân cuồn cuộn yêu mà đã đánh tới thời điểm then chốt rồi. Chúng ta đi hay lưu lại đây. Lúc này ánh mắt của Diêm có thể xuyên qua rất nhiều thời không thần bí. Ánh mắt hướng ra ngoài nhìn qua. Vô cực đại thế giới nằm trên trục tiến bị bao phủ bởi cuồn cuộn ma khí. Trăm vạn dặm, ngay cả ánh mặt trời cũng bị che đi. Ở đằng xa, không biết có bao nhiêu yêu ma từ sâu trong lòng đất xuất hiện. Cuồn cuộn không dứt hướng tới vô cực tinh cung mà bổ lên hơn nữa phương hàn có thể thấy ở trên bầu trời cao cũng có ma khí cuồn cuộn nguyên một đám thông đạo thời không trực tiếp bị mở ra thiên ma bay múa loạn xạ trong đó không biết bao nhiêu ước thiên ma chen trúc trùng sát mà tới khắp nơi đều là trận trận âm phong vô cực đại thế giới từ cảnh bình yên nắng ấm giờ biến thành quỷ vực thật sâu lời diêm nói cũng khiến hắn suy tư một chút rốt cuộc hiện tại rời đi hay là tìm cơ hội kiếm một chút lợi nữa phải biết rằng vô cực tinh cung có thể nói là có rất nhiều thứ khiến hắn thèm thuông. Điện thái hoa có vật thần chi thạch ngưng tụ thành tiền điện khiến cho hắn phi thường thèm khát. Thứ này là tài liệu tốt để cô động bát bộ phù đồ. Trừ thứ này ra, các loại kim đan, pháp bảo càng nhiều hơn nữa. Chúng ta yên lặng theo dõi kỷ biến, nhìn xem đại thế diễn biến thế nào. Trước tiên chờ trong chốc lát, ta ở trong hoàng tuyền đồ điều chỉnh thời gian rồi tu luyện. Hấp thu luyện hóa tinh huyết của tư mã trùng trong thân thể tên tư mã trùng này dung hợp một viên linh hồn chi thạch sau khi luyện hóa rất có ích lợi với tu vi của ta hơn nữa ta cũng phải luyện hóa nửa phần thân thể của lữ động tiên hy vọng có thể phá vỡ cực hạn chạm tới một điểm pháp tắc không gian trong lúc nói chuyện thân thể phương hàn khẽ biến đổi liền chui vào chỗ sâu trong hoàng tuyền đồ bắt đầu điều chỉnh thời gian chi lực trong hoàng tuyền đồ hiện tại ở bên trong hoàng tiền đồ nghiễm nhiên đã trở thành một thế giới đã không còn là một mảnh hỗn loạn đen kịt nữa mà khắp nơi đều tràn ngập ánh sáng sáng ngời tại chỗ sâu trong không gian luân hồi chi bàn càng lập lòe sáng ngời giống như mặt trời cung cấp lực lượng cho hoàng tiền đồ muôn đời chiếu rọi trong một ít hư không của hoàng tiền đồ hỗn độn nguyên khí nổi lên tựa hồ như muốn bắt đầu diễn hóa ra sông núi các loại sinh linh phương hàn thiêu đốt 100 triệu thuần dương đan, có thể khiến một canh giờ trong hoàng tuyền đồ tương đương với một năm ở bên ngoài. Nói cách khác bên ngoài trải qua một canh giờ, bên trong trải qua một năm, ừm, hoàng tuyền đồ cũng tương liên với tâm huyết của ta, bây giờ cũng nên vận dụng nó rồi. Phương Hàn tiến vào trong hoàng tuyền đồ, đầu tiên là vận chuyển pháp lực của mình, một đạo thuần dương nguyên khí phun ra, khiến hoàng tuyền đồ chấn động di chuyển qua trăm ngàn không gian song song tại một chỗ thời không phong bạo mãnh liệt vặn vẹo nó liền lẳng lặng dừng lại không có bất kỳ ai có thể tìm được tinh đế trưởng lão hỗn nguyên vô cực đồ thế nào rồi vô cực tinh cung liệu có thất thủ hay không trông thấy tinh đế hạ xuống hồng thiên kinh liền vội vàng hỏi không sao vô cực tinh cung ta xưng bá vô cực đại thế giới sừng sững vạn năm không đổ không riêng gì hỗn nguyên vô cực đồ còn chịu lệnh của phù chiếu tiên giới giám sát thiên địa giám sát chư ma chư Phật chư thần, nhân trong chư thiên, ba nghìn thế giới, hàng tỷ hư không, không phải tùy tiện một đám ma đầu có thể tới lung lay được. Sắc mặt tinh đế giữ tợn, nói, nhi tử của ta đâu, sở nam thế nào rồi, cái này, hồng thiên kinh trần chờ một lát rồi nói, bị phương hàn luyện hóa rồi, bị hắn cướp đoạt hết thảy thần thông, phương hàn cũng bởi vậy mà đột phát bất tử chi thân. Không, nhi tử của ta đã được chư thần chúc phúc căn bản không thể chết, cho dù chết nó cũng sẽ được chư thần quốc độ làm cho sống lại. Nó đã lưu lại lạc ấn trong quốc gia chư thần, sắc mặt tinh đế bất động, nhưng trong lòng lại sôi trào. Nguyên bản hồng thiên kinh cho rằng tinh đế này sẽ giận tím mặt. Lại không ngờ rằng nhi tử bị giết mà hắn vẫn còn bảo trì được trạng thái bình thản. Tinh đế đại nhân, là ta không bảo vệ tốt cho sở nam điện chủ. Đúng lúc này lữ động tiên bị đại thương nguyên khí miễn cưỡng ngừng tụ thành thân thể sắc mặt tái nhợt thậm chí lực lượng còn không bằng hồng thiên kinh mà chín đại trưởng lão bất tử chi thân thậm chí lực lượng lùi lại một bước tới trạng thái vạn cổ cự đầu bình thường ít nhất cũng phải mất mấy ngàn năm khổ tu mới có thể khôi phục không sao tình đế phất phất tay việc cấp bách bây giờ là chúng ta phải giết chết tên tiểu tử phương hàn kia hắn tới từ vũ hóa môn thuộc về huyền hoàng đại thế giới nếu như không giết chết hắn hắn sẽ trở thành tên phong bạch vũ thứ hai vừa rồi ta khinh địch chỉ thúc giục hai thành lực lượng kết quả bị hắn đánh tan hư không đại tàng bí chuyện thù ấn của ta bất quá ta có thể kết luận rằng hắn cũng không có rời khỏi vô cực đại thế giới mà là tiềm phục ở một nơi nào đó chuẩn bị một lần nữa mượn gió bẻ măng lần này hắn tới vô cực tinh cung ta đánh cướp hơn ngàn tỷ thuần dương đan giết chết sở nam ta sao có thể bỏ qua cho hắn hừ hắn cho rằng bản thân ẩn núp là có thể bình yên sao lại không biết ta có thể dự đoán tiên cơ, tương lai không cách nào thôi toán, thế nhưng hiện tại và quá khứ lại có thể dò xét một chút. Trong lúc nói chuyện, Tình Đế Huy Vũ hai tay ấn niệm vô số lần ấn quyết, rất nhiều quang hoa lóe lên trên thân thể hắn, một bóng dáng như ẩn như hiện lóe lên bên cạnh hắn. Vì sao? Tại sao ta suy tính mệnh cách của người này lại biến ra thành một mảnh mơ hồ? Là vì sao? vận mệnh của người này cũng không tuân theo quỹ tích cùng tu vi mà ta thường thôi thoán. Thậm chí cũng không thể thôi toán được vị trí của người này. Đột nhiên lúc này tinh đế trưởng khiếu, hoàng quan trên đỉnh đầu nổ tung, tóc dài bay tán loạn, chấn đắc khiến hồng thiên kinh liên tiếp phải lùi lại phía sau. Ừm, phù văn tiểu túc mệnh thuật của ta vì sao lại không ngừng biến hóa vậy? Ở sâu trong nội tâm tựa hồ như cảm giác có người đang tính toán với ta. Ta biết rồi chính là tinh đế muốn thôi toán vị trí của ta nhưng mà vô ích thôi tiểu túc mệnh thuật có tác dụng điên đảo vận mệnh đây cũng là nguyên nhân vì sao xích nguyên ma tôn không thể tìm ra vị trí của thanh tuyết sư tỷ lúc này phương hàn đang trong hoàng tiền đồ muốn điên đảo thời gian tế ra đạo thuật đem những thứ mà mình cướp đoạt được tiêu hóa thế nhưng bỗng nhiên hắn cảm giác được tiểu túc mệnh thuật của mình khẽ động hơi chút suy đoán đã biết nguyên nhân tu vi đạt tới cảnh giới thâm sâu có thể suy tính thiên cơ không đủ suy tính tương lai thế nhưng có thể suy tính được một chút hiện tại quá khứ nhưng mà hắn cũng không quản chuyện này mà trực tiếp làm cho một trăm triệu thuần dương đan bốc cháy hoàng tuyền đồ tuôn ra một đoàn hỏa diễm dài ngàn dặm như một khối mặt trời nhỏ lập tức khiến trời đất quay cuồng thời gian trong hoàng tuyền đồ bắt đầu vặn vẹo sinh ra một loại biến hóa hoàn toàn bất đồng với thời gian bên ngoài thần niệm của phương hàn chia làm hai cỗ một cỗ ở bên ngoài một cỗ ở trong hoàng tuyền đồ, lập tức liền phát hiện ra một chút huyền bí của thời gian đứt gãy. Nhưng mà hiện tại hắn cũng chưa hiểu làm cách nào lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Càng không có khả năng lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, thiêu đốt 100 triệu viên đan dược có thể khiến cho một năm trong hoàng tuyền đồ tương đương với một canh giờ ở bên ngoài. Một năm thời gian này cũng đủ để phương hàn tu luyện. Hai tay của hắn chặp lại, liền đem nửa thân thể của lữ động tiên tới lúc này thân thể của lữ động tiên còn đang kịch liệt dẫy rủa thế nhưng trong hoàng tiền đồ hắn lại không thể kháng cự chút nào phương hàn nhanh chóng ấn niệm pháp quyết chia tới thân thể lữ động tiên sau đó thân thể của lữ động tiên bắt đầu phân giải phá vỡ một ít phù văn trong đó rồi tiến nhập vào thân thể phương hàn những phù văn bị phá vỡ kia chính là mảnh vỡ không đầy đủ của pháp tắc không gian không tốt tinh đế trưởng lão phương hàn đang luyện hóa nửa cái thân thể ta trong thuần dương điện, thân thể của Lữ Động Tiên chấn động, lập tức cảm ứng được. Chương 544. Linh Lung xuất thủ, đừng lo, dù sao ngươi lĩnh ngộ pháp tắc không gian vẫn còn nông cạn. Xa xa mới tu luyện lĩnh vực của mình thành động thiên. Hơn nữa pháp tắc không gian không phải ngươi lĩnh ngộ, là ta giết chết một tên ma thần lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Phong ấn tinh khí của hắn trong cơ thể ngươi, ngươi mới có thể đột phá được một nửa mà phương hàn cho dù có luyện hóa được một nửa thân thể ngươi cũng không có khả năng đột phá bất tử chi thân đến tình trạng pháp tắc không gian. Trường sinh bí cảnh đệ tam trọng, động thiên cảnh chính là thần thoại, chính là truyền kỳ, dễ dàng đột phá như vậy, còn gì là khó khăn? Là cao siêu nữa." Tình đế vung tay lên, trên mặt hiện lên thần sắc giữ tợn, "Đáng tiếc, nếu như ngươi quả thật lĩnh ngộ pháp tắc không gian mà nói, tu luyện thành động thiên, hôm nay ít nhất sẽ không thất bại thảm như vậy." nhưng mà thuần dương điện tổn thất quá nhiều cửu dương thánh thủy a à, cuối năm nhất định sẽ bị nguyên lão viện kiểm tra đối chiếu chỉ sợ ta sẽ bị giam vào thiên lao khuôn mặt lữ động tiên trở nên vặn vẹo không sao ta cũng thuộc cao tầng của nguyên lão viện ta sẽ giải thích cho bọn họ huống hồ hiện tại ngươi mới miễn cưỡng tu thành động thiên cảnh trường sinh bí cảnh đệ tam trọng cũng là bán nhân vật thần thoại địa vị không thể so với trước đây lần này vô cực tinh cung ta gặp đại kiếp nạn nhân tài vẫn lạc rất nhiều sẽ không đối xử với ngươi như vậy đâu hừ phương hàn lần này để hắn sống thêm mấy ngày trong tương lai không lâu nữa huyền hoàng đại thế giới sẽ gặp tai nạn chân chính lần kiếp nạn đó còn ác liệt hơn rất nhiều so với lần yêu ma náo động này đến lúc đó ta sẽ đích thân tới hủy diệt vũ hóa môn giết chết tên phương hàn này tình đế đột nhiên chấn động một vòng tinh quang nồng đậm tán phát ra Biến thành một hình thể đơn thuần dũng mãnh xuông ra khỏi thuần dương điện. Lập tức đám yêu ma ở bên ngoài liên tục kêu thảm. Một cách này trọn vẹn giết hơn vạn đầu yêu ma. Tốt lắm, ta muốn trở lại hỗn nguyên vô cực đồ. Lần này cao thủ yêu ma tới rất nhiều. Ta cũng không thể lười biếng. Đám yêu ma này lại muốn cướp đoạt hỗn nguyên vô cực đồ của vô cực tinh cung. Thật là chuyện buồn cười. Trong lúc nói chuyện, tình đế bay vút lên trên bầu trời. Đúng lúc này, biến hóa phát sinh một thanh âm từ trên bầu trời truyền xuống cơ hồ tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng thanh âm này tựa hồ như ở phía xa trên không trung thế nhưng khoảng cách xa như vậy cũng không ngăn cản được thanh âm này ta sẽ bất tử hết thảy các loại ngôi sao trên thế giới đều vỡ nát thành bụi như chúng sinh nhất định sẽ vĩnh sinh ta sẽ vĩnh sinh hàng tỷ quang âm cắt bụi trường hà dưới sự hiểu biết của chúng sinh đều đi qua tương lai hơn trăm ngàn tỷ chúng sinh vô tận chúng sinh nhất định có thể thực hiện được tất cả nguyện vọng hết thảy các loại nguyện vọng đều có thể thực hiện được tình đế nghe được thanh âm này lập tức biến sắc nói đây là đây là đại nguyện vọng thuật tu vi của người này đã gần tiếp cận tiên nhân rồi làm sao lại xuất hiện nhân vật như vậy làm sao cũng đánh tới vô cực tinh cung ta không xong trong lúc nói chuyện thanh âm của hắn còn hơi run rẩy thân thể vặn vẹo một hồi lập tức không còn thấy bóng nữa vỡ vụn cùng lúc đó trong hoàng tiền đồ phương hàn tung ra một quyền đánh nát thân thể lữ động tiên sau đó thi triển ra đại thôn phệ thuật nuốt huyết nhục tinh hoa của người này vào đồng thời nhờ vào luân hồi lực trong hoàng tiền đồ bắt đầu luyện hóa trong hoàng tiền đồ thời gian trôi qua rất nhanh đã hơn nửa năm phương hàn dần dần luyện hóa nửa thân thể của lữ động tiên một số mảnh vỡ pháp tắc không gian trong đó dung nhập vào thân thể mình cùng lĩnh ngộ của bản thân hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình, mỗi một viên bi huyết nhục nhỏ bé tựa hồ đều biến thành một không gian độc lập. Hình thức ban đầu, lượng hấp nạp năng lượng gia tăng lên rất nhiều, nguyên bản pháp lực 5 tỷ mã lực một lần nữa tăng lên. Hơn nữa tất cả tinh huyết nguyên khí của tư mã trùng lắng động trong thân thể hắn đều bắt đầu hòa tan. Dung nhập vào trong huyết nhục của hắn, nguyên bản thân thể phương hàn đã áp xúc pháp lực tới tình trạng cực hạn. Huyết nhục đã trong tình trạng bão hòa cho phát có phục dụng tiên đan cũng chỉ có thể làm cho dược lực cô động trong thân thể. Không gia tăng được lực lượng cùng tuổi thọ. Thế nhưng hiện tại luyện hóa nửa thân thể của lữ động tiên. Thân thể được dung nhập một số mảnh vỡ pháp tắc không gian. Huyết nhục bắt đầu biến hóa. Có xu thế biến thành không gian độc lập. Lực lượng dung nhập càng nhiều hơn. Hơn nữa kiên cố hơn. Dễ dàng biến hóa. Nếu như lĩnh ngộ được toàn bộ pháp tắc không gian. Vậy mỗi tắc huyết nhục của ngươi đều sẽ là một không gian độc lập. Một cái động thiên độc lập, có thể dung nạp được các loại nguyên khí, số lượng còn gấp trăm lần hiện tại, lực lượng dễ dàng đột phá 10 tỷ. Diêm nhìn Phương Hàn biến hóa, mừng rỡ nói, đáng tiếc chính là Lữ Động Tiên cũng không phải tự bản thân lĩnh ngộ, là hắn cướp đoạt của người khác. Phù, Phương Hàn cũng không nói lời nào, mà chỉ thở ra một hơi, trên người tuôn ra rất nhiều nguyên khí tinh khiết ngưng tụ thành một khối đá. Chính là linh hồn chi thạch mà Tư Mã Trùng đã nuốt xuống hiện tại lại được Phương Hàn ngưng tụ lại. Hắn phun ra một đạo nguyên khí lên khối linh hồn chi thạch này. Khối đá này một lần nữa bị hòa tan, dung nhập vào thân thể. Sau đó pháp lực trên thân thể hắn tăng vọt. Tất cả lực lượng của tư mã trùng còn có lực lượng của nửa thân thể lữ động tiên toàn bộ tiến nhập vào thân thể hắn. Nguyên bản 5 tỷ mã lực, hiện tại trọn vẹn tăng lên 8 tỷ. Tuổi thọ của hắn bởi vì thân thể có trộn lẫn với một số mảnh vỡ pháp tắc không gian cho nên cũng tăng lên đạt tới con số khủng khiếp, 12 vạn năm, tiếp cận số lượng nhất nguyên, quả thực pháp tắc không gian quá mức huyền diệu, thân thể ta tuy dung nhập một ít mảnh vỡ khiến pháp lực của ta lại gia tăng. Tuổi thọ cũng tăng trưởng, thế nhưng vẫn chưa thể hiểu được pháp tắc không gian, Phương Hàn gật gật đầu, vừa rồi hấp thu mảnh vỡ pháp tắc không gian của Lữ Động Tiên. Tuổi thọ cùng lực lượng tăng lên, thân thể cũng đạt tới trình độ cường hoành. Thế nhưng vẫn chưa chính thức nắm được sự huyền diệu của pháp tắc không gian. Hóa thân thành động thiên, nhưng mà Phương Hàn cũng không vội, tu vi tới trình độ này đối với hắn mà nói cũng đủ rồi. Hưng phấn, hưng phấn, hưng phấn, thuần dương hỏa diễm rốt cuộc cũng tắt, thời gian vặn vẹo trong hoàng tiền đồ bắt đầu khôi phục lại trạng thái bình thường. Lúc này bên ngoài mới chỉ trải qua có một canh giờ. Hoàng tiền đồ quả nhiên là đồ tốt, chỉ cần có thời gian chi lực, chẳng khác nào Phương Hàn có trợ giúp cực lớn khi tu luyện chỉ cần thiêu đốt thuần dương đan là được. Mộc đạo nhân, kiểm kê một chút, trong bát bộ phù đồ còn bao nhiêu đan dược nữa. Mặt khác đem túi pháp bảo của sở nam công tử. Từ mã trùng kiểm tra một chút, nhìn xem trong đó có bao nhiêu bảo bối. Phương Hàn đạo hữu trong bát bộ phù đồ có 1130 ức đan dược. Về phần trong túi pháp bảo của sở nam công tử cũng chỉ có 100 triệu viên thuần dương đan. Từ mã trùng lại càng ít hơn, 8.000 vạn nhưng mà trong túi pháp bảo của hai người này cũng không có thượng phẩm đạo khí cũng không có trung phẩm đạo khí cộng tất cả lại chỉ có bảy kiện hạ phẩm đạo khí không thiếu các loại tài liệu còn nữa trong túi pháp bảo của tư mã trùng có phát hiện một hồ lô đan dược là tiên đan còn có hai bản đạo thư mộc đạo nhân lập tức nói ra số lượng tài vật trong bát bộ phù đồ đồng thời đem một số loại đan dược đạo thư trọng yếu dâng lên cho phương hàn tam nguyên thái ất đan quả nhiên là tiên đan mà thượng cổ đạo thư có ghi lại phương hàn nhìn qua hồ lô tiên đan trong đó có sáu viên mỗi một viên đều tản mát ra lực lượng cường hoành linh dược trong đó gào rít thả ta ra thả ta ra ngoài nếu như thả ta ra ta sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt những đan dược này rất thú vị không hổ là tiên đan phương hàn cười cười quay đầu lại nhìn về phía hai bản đạo thư lại phát hiện trên hai bản đạo thư này có viết vương đạo bá đạo Phía trên là bí quyết tu luyện đại vương phách thuật, nhưng mà phía sau hai bản đạo thư này lại là hai bản tinh đồ. Giống như bản đồ bảo tàng vậy. Ừm, đây là bảo đồ của Thiết Huyết Môn. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái, lập tức biết bảo đồ này có ghi lại một tinh vực cổ xưa. Phải tìm được tinh vực này mới có thể dựa theo bảo đồ tìm được bảo tàng di lưu của Thiết Huyết Môn. Có thời gian sẽ đi tìm, hiện tại ta cũng không thiếu bảo tàng. Phương Hàn nuốt hai bản đạo thư này vào trong bụng trong đó có cả bí quyết tu luyện đại vương phách thuật cũng không thể để cho người khác tìm được mặt khác trong đà la kinh tràng có phương pháp tu luyện tứ đại phật môn vậy sao phương hàn nghe vậy phất tay tung ra một chảo thu lấy đà la kinh tràng trong hoàng tuyền đồ ở chỗ sâu trong cột đá khắc hình phật này quả nhiên có lưu truyền một đạo kinh văn là phương pháp tu hành thần thông tứ đại phật môn thần thông này theo thứ tự là đại phổ độ thuật đại siêu độ thuật đại giải thoát thuật Môn thần thông cuối cùng là đại long tướng thuật tốt khó trách hồng thiên kinh lại am hiểu thần thông phật môn. Thì ra học ở trong này, phương hàn âm thầm gật đầu. Hiện tại hắn tu luyện thần thông phật môn cũng đạt tới bình cảnh, vừa vặn muốn tìm hiểu đại siêu độ thuật, đại giải thoát thuật. Một khi triệt đề thông hiểu, có thể lĩnh ngộ được sự ảo diệu của linh phù lục tự chân ngôn. Chuẩn bị thỏa đáng hết thảy, thân thể phương hàn nhảy ra khỏi hoàng tiền đồ cùng lúc đó hắn dẫn theo hàn hy cùng mấy nữ đệ tử của vô cực tinh cung ra cùng mấy nữ đệ tử này cũng ở trong hoàng tuyền đồ tu luyện nửa năm mỗi người đều có tiến bộ rất lớn tốt lắm các nàng có thể tự trở lại vô cực tinh cung mỗi người có công việc riêng của mình mục đích lần này ta tới vô cực tinh cung cũng đã đạt được rồi phương hàn phất phất tay ý bảo các nàng rời đi vài nữ đệ tử liếc mắt nhìn nhau cũng không nói lời nào phương hàn lợi hại các nàng đều biết, cư nhiên có thể giết chết sở nam công tử, cũng giết chết tư mã trùng. Đạo khí của Hồng Thiên Kinh cũng bị cướp, thậm chí nửa cái thân thể của điện chủ Lữ Động Tiên cũng bị luyện hóa. Tình đế trưởng lão không làm gì được hắn, lần này đại kiếp nạn yêu ma, các nàng cũng sẽ gặp nguy hiểm rất lớn, còn không bằng đi theo bên người Phương Hàn. chương 545, tiên giới lôi phạt, nhìn thấy bản thân đã thả Hàn Hy cùng vài nữ đệ tử đi. Nhưng các nàng không chịu đi tâm tư phương hàn hơi chút lưu truyền, lập tức biết ý nghĩ của các nàng. Các nàng sợ hiện tại yêu ma đánh tới vô cực tinh cung. Rất nguy hiểm, cho nên muốn ta bảo vệ các nàng. Phương Hàn, hiện tại quả thật rất nguy hiểm. Không biết bao nhiêu ức yêu ma đại quân. Chúng ta tùy đã tu tù luyện tới cảnh giới thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Thế nhưng đối, mặt với tình huống như vậy, vẫn không đủ năng lực bảo vệ bản thân. Hàn Hy trầm mặc một lát, rốt cuộc cũng lên tiếng. Đúng vậy tuy ngươi đã ẩn núp tiến vào trong vô cực tinh cung chúng ta thế nhưng đã giết chết luyện hóa sở nam công tử chúng ta cũng rất cảm kích người thật là đã trừ được một mối đại họa cho chúng ta một nữ đệ tử vội vàng nói về phần tư mã trùng hồng thiên kinh hai người cùng ngươi đối địch đây chính là tự mình chuốc lấy khổ tốt đã như vậy các nàng cứ theo bên cạnh ta chờ khi đại quân yêu ma rời đi các nàng cũng có thể tự động rời đi phương hàn nghe thấy vậy ha ha cười vài nữ đệ tử này hiển nhiên cũng là người rất biết cách ăn nói người có thể hiểu được thời thế mới có thể sống lâu trên con đường tu luyện tàn khốc này ta hỏi các nàng các nàng có biết vị trí của kiện tiên khí hỗn nguyên vô cực đồ ở đâu không phương hàn nói vị trí của hỗn nguyên vô cực đồ là ở trên trục tuyến của vdtg một điểm hoàng kim rất nhỏ một số điểm không gian chính là chỗ chứa khí vận của vô cực đại thế giới chúng ta không cách nào nhìn thấy phương hàn tu vi của ngươi cao thâm có thể nhìn xem rốt cuộc tình hình trong đó thế nào rồi hàn hy lên tiếng nàng cũng muốn biết nhóm cao tầng đang chiến đấu trong hỗn nguyên vô cực đồ rốt cuộc thế nào rồi a à, vậy để ta nhìn xem phương hàn nhắm mắt lại lặng lẽ vận chuyển thần thông ba nghìn con ma nhãn dày đặc trên người hiện ra nhưng cũng không đến nỗi dọa người mà chỉ để lộ ra một cỗ uy nghiêm vô tận Tất cả con mắt đều nhìn về một điểm trên trục tuyến tại bầu trời vô cực đại thế giới. Oanh Long, tầm mắt hơi chút mở rộng, một điểm hoàng kim trên đó bóp méo trăm triệu tầng không gian song song. Ở chỗ sâu nhất trong thời không hỗn loạn, Phương Hàn có thể nhìn thấy một tấm địa đồ cự đại. Bức địa đồ này dừng lại tại chỗ sâu trong thời không hỗn loạn. Lư lửng giống như đúc đại lục hỗn loạn, tấm địa đồ này lớn tầm như đại lục hỗn loạn, phạm vi không biết trải bao nhiêu vạn dặm, vô biên vô hạn rộng lớn bát ngát trong đó phong cảnh rất tươi đẹp mông lung như tiên cảnh thế nhưng hiện tại bên trong ma khí tung hoành phương hàn còn nhìn thấy vài khối tinh cầu tràn đầy ma khí tàn phá khắp nơi đương nhiên trong đó còn có nồng đậm tinh quang di chuyển như con thoi lực lượng của mỗi một đạo tinh quang đều có thể hủy diệt bản thân trận chiến trong hỗn nguyên vô cực đồ căn bản không phải nơi mà phương hàn có thể nhúng tay vào với tu vi của hắn hiện tại cũng không đủ để tiến vào trong hỗn nguyên vô cực đồ. Đó là xích nguyên ma tôn. Phương Hàn vận đủ nhãn lực rốt cục đã nhìn rõ. Trong ma khí cường hoành, một cỗ quang hoa ngũ sắc lớn nhất không ngờ là khí tức của ngũ đế đại ma thần thông. Hơn nữa ngũ sắc quang hoa cư nhiên là một tinh cầu. Khối tinh cầu này do nguyên khí ngũ hành tạo thành, áp bách tới đâu, nơi đó đều sụp đổ đột nhiên lúc này ở chỗ sâu trong hỗn nguyên vô cực đồ vút lên một đạo tinh quang như giải ngân hà, ngân hà trùng trùng điệp điệp trực tiếp ngăn cản ngũ hành tinh cầu của xích nguyên ma tôn. hai người bắt đầu đấu pháp. đây là hai vị cao thủ, cư nhiên có thể chống lại xích nguyên ma tôn. trong lòng phương hàn nghi hoặc, lại vận chuyển thần thông quan sát, muốn nhìn xem trong ngân hà kia rốt cuộc là nhân vật nào. thế nhưng ánh mắt của hắn lại bị hào quang của dòng ngân hà này chiếu lên, thập phần đau đớn nước mắt chảy ra giàn rùa. Lợi hại, lợi hai, Phương Hàn âm thầm kinh hãi, vội vàng rời ánh mắt đi, không nhìn vào đạo hào quang này nữa, mà ánh mắt lại rời tới vài nơi có ma khí yếu hơn. Ngoại trừ ngũ hành tinh cầu uy mãnh nhất của xích nguyên ma tôn gia Trong đám yêu ma còn có rất nhiều kẻ lợi hại. Phương Hàn lập tức thấy được tám đạo yêu khí đủ có thể xuyên qua thiên địa. Bên trong mỗi một đạo yêu khí ẩn chứa khí tức không gì sánh kịp. Có thể so cùng bầu trời đây là tám vị đại thánh yêu tộc mỗi một đạo yêu khí trong đó cũng đủ hủy diệt ta một trăm lần ít nhất cũng là cao thủ cấp bậc thái hỗn thiên luyện thành thế giới của mình phương hàn nhìn tới trăm triệu yêu tộc dưới lòng đất của vô cực đại thế giới trong đó có tám vị đại thánh theo thứ tự là siêu thiên đại thánh băng thiên đại thánh đạp thiên đại thánh diệt thiên đại thánh liệt thiên đại thánh kinh thiên đại thánh già thiên đại thánh khai thiên đại thánh tám vị đại thánh này mỗi một người đều là đại cự phách tu luyện ít nhất 10 vạn năm. Đại thù tung ra một trào, tinh vực vỡ vụn, giống như bóp một quả trứng gà vậy. Hiện tại tái vị đại thánh yêu tộc đã tới hỗn nguyên vô cực đồ. Lại một thế giới sinh diệt, đấm đá lẫn nhau, ở bên trong, hỗn nguyên vô cực đồ thật sự biến thành một mảnh hỗn nguyên. Mặc dù Phương Hàn thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, cũng không thể nhìn thấy hình thể đám nhân vật thần thoại viễn cổ đột nhiên lúc này phương hàn nhìn thấy một đạo kim sắc quang hoàn càng cường liệt bốc lên từ khắp các ngõ ngách của hỗn nguyên vô cực đồ trong nháy mắt lớn lên vô số lần nhét đầy hơn phân nửa không gian hỗn nguyên vô cực đồ phương hàn cảm thấy nguyện vọng chi lực khổng lồ từ trong đó toát ra còn có từng đạo từng đạo thái cổ thiên long đang luyện hóa một điểm cấm pháp trọng yếu trong hỗn nguyên vô cực đồ cùng lúc đó bên tai phương hàn truyền tới một thanh âm rung động ta sẽ vĩnh sinh đại nguyện vọng thuật linh lung tiên tôn cũng tới là muốn tới cướp hỗn nguyên vô cực đồ sao trong lòng phương hàn chấn động linh lung tiên tôn là cao thủ đệ nhất tại huyền hoàng đại thế giới tu vi tiếp cận tiên nhân lần này xuất thủ muốn cướp đoạt hỗn nguyên vô cực đồ chỉ sợ vô cực tinh cung rất khó xoay sở rồi một màn này càng thêm không thể tưởng tượng nổi xuất hiện sau khi đại nguyện vọng thuật của linh lung tiên tôn xuất hiện tại một góc khác của hỗn nguyên vô cực đồ cũng xuất hiện vô số ma ảnh đám ma ảnh này không phải chân thực, cũng không phải hư ảo, mà là ma ảnh cường đại tùy tâm mà diệt, tùy tâm mà động, chính là tâm ma, một loại tồn tại quỷ bí nhất trong thiên địa. Đại tâm ma thuật, tâm ma lão nhân, Phương Hàn một lần nữa chấn động. Đúng lúc này đột nhiên trong hỗn nguyên vô cực đồ xuất hiện một cánh cửa cao tới nghìn vạn dặm. Cánh cửa tiên giới, cánh cửa tiên giới, là ai mở ra cánh cửa tiên giới? Tại sao lại lớn như vậy? Trong lòng Phương Hàn gầm thét lên trên mặt lắng động lại vẻ khiếp sợ. Sau đó ở đằng sau cánh cửa tiên giới tuôn ra vô số lôi đình trong suốt. Giống như là tiên giới nổi giận, trừng phạt nhân gian, đám lôi đình trong suốt kia giống như đúc đại huyết phách thuật có ghi lại trong sách mà Phương Hàn đọc được. Đây là thần lôi cao nhất của tiên giới. Hiện tại đám thần lôi này vừa xuất hiện, liền công kích tới đám ma khí yêu ma kia, còn cả linh lung tiên tôn nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, thần lôi tiên giới nhét đầy cả hỗn nguyên vô cực đồ tất cả đạo thuật đều bị che lấp một mảnh tinh quang ngũ thải ngôi sao kim sắc quang hoàn ảo ảnh tâm ma trong nháy mắt bị áp chế phương hàn chỉ cảm thấy ba ngàn con mắt của mình bị hung hăng đâm vào cũng không còn nhìn thấy gì nữa chỉ nghe thấy tiếng hô ta sẽ vĩnh sinh giảm dần hắn lập tức nhắm mắt lại vận chuyển pháp lực của mình tới mấy ngàn lần sau khi khôi phục lại lần nữa mở to mắt ra lập tức phát hiện đã mất đi tung tích của hỗn nguyên vô cực đồ trên trục tuyến của vô cực đại thế giới chỉ còn một cỗ lực lượng đang phong tỏa một điểm hoàng kim. Không biết đã xảy ra chuyện gì, loại chiến đấu cấp bậc này, ta căn bản không thể nhúng tay vào được, hay là bỏ đi, sau khi đã trải qua khiếp sở, Phương Hàn cũng cảm giác được lực lượng của mình vẫn còn nhỏ bé. Tuy có thể tung hoành thiên địa, thế nhưng nếu như nhúng tay vào cuộc chiến của đám nhân vật thần thoại, đồng nghĩa với việc tự tìm đường chết, Phương Hàn, chỉ sợ sự tình không ổn. Vừa rồi là tiên giới xuất thủ, lúc trước thời điểm hoàng tiền đại đế xé rách cánh cửa tiên giới. Khí tức cũng có vài phần tương tự như khí tức vừa nãy. Diêm và Phương Hàn cũng rõ ràng một chút tình huống trong Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ. Cũng không biết vì sao mà thanh âm của Diêm có phần chấn động, yêu mà bắt đầu rút lui rồi. Con mắt của Phương Hàn lại nhìn về phía xa xa, 360 đại điện của Vô Cực Tinh Cung quả nhiên thấy ma khí bao phủ trăm vạn dặm cư nhiên bắt đầu thu vào trong lòng đất. Một số yêu ma cũng không còn dũng mãnh tiến ra khỏi khe nứt dưới lòng đất nữa. Có một số yêu ma cường đại cũng bắt đầu chạy tứ tán khỏi vô cực đại thế giới. Xem ra thật sự không thể chiếm được tiện nghi nữa rồi. Hàn hy, nguy cơ lần này của vô cực tinh cung đã qua rồi. Các nàng có thể trở về cung điện rồi. Phương Hàn thấy một màn như vậy, chỉ biết lần này yêu ma tiến đánh đại thế đã mất rồi. Nhưng mà điều này cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn đã tìm được thứ mà bản thân muốn. Thân thể khẽ động, hắn chuẩn bị thi triển hoàng tiền đồ na di thoát khỏi vô cực đại thế giới. Thế nhưng ngay một khắc này một đoàn ma khí ở phía xa cuồn cuộn mà tới. Không ngờ lại xông về hướng của bản thân mình. Trong đoàn ma khí này có khoảng chừng hơn 10 vạn. Trên trăm vạn đại quân yêu ma. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái đã thấy. Trong đám đại quân yêu ma này có rất nhiều lão hồ tinh tiểu báo tinh, huyết lang tinh, hồ linh tinh, xà, hạt, chi chu, biên bức, phi nga, kiến, voi, gấu, ngựa vài trăm ngàn đầu tinh quái. Phi ở phía trên cùng là một người trẻ tuổi khí chất cao quý. Nhìn không ra hình thể của hắn, người trẻ tuổi này đang thi triển một đạo pháp bảo vây khốn một nữ tử. Nữ tử này ra sức dễ dụa trong đạo hào quang, thế nhưng dù có dãy dụa cỡ nào cũng không thoát ra được. Hàn nhã nàng muốn có mặt mũi hay là mất hết mặt mũi đây bản thánh sẽ đem nàng tới cung điện của ta để nàng tha hồ hưởng thủ vô số pháp bảo nàng muốn cái gì sẽ có cái đó nếu như nàng tiếp tục dãy rùa cẩn thận ta tức giận sẽ để đám thủ hạ yêu tộc của ta phá thân nàng hừ người trẻ tuổi này phát ra tiếng trường khiếu cô cô hàn hy cũng đã nhìn ra trong đại quân yêu ma nữ tử bị người trẻ tuổi kia giam giữ trong bảo quang chính là hàn nhã một trong những phó điện chủ của thánh nữ điện. Phương Hàn, nhanh cứu cô cô ta. Hàn Hy cũng biết, bản thân mình không phải là đối. Thủ của đại quân trăm vạn yêu ma kia. Trong đó có cả cao thủ bất tử chi thân. Trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng còn nhiều hơn nữa. Chính mình nếu xông vào, chắc chắn sẽ bị đãi ngộ giống như cô cô. Hàn nhã coi như đã chiếu cố tới ta. Vậy sẽ cứu nàng một lần. Cũng nên thuận tay giết bọn yêu quái này gia tăng huyết thực cho đám thiên ma trong bát bộ phù đồ của ta. Phương Hàn không chút nghĩ ngợi, thân thể khẽ động đã ngăn ở phía trước trên trăm vạn đại quân yêu ma. Chương 546. Thất công chúa, tiểu thánh đại nhân, phía trước có đệ tử vô cực tinh cung cản đường. Lực lượng rất mạnh, ta đã sớm nhìn ra, nhưng mà cũng không có gì. Hừ, bên cạnh hắn có mấy mỹ nữ, vừa vặn để ta đánh bắt, không có giao thủ được với Tư Mã trùng. Hồng Thiên Kinh vậy giao thủ với tên đệ tử cường hoành này cũng không tồi. Người trẻ tuổi này chính là tiểu thánh đại nhân, nhi tử của một trong tám vị đại thánh yêu tộc, siêu thiên đại thánh, nguyên bản hắn đi đánh thuần dương điện, thế nhưng vừa vặn đụng phải lữ động tiên trở về, thế cho nên đành chuyển mục tiêu đi đánh thánh nữ điện. Kết quả vây khốn được hanh, đang chuẩn bị mang nàng trở lại lòng đất, nào biết đâu rằng lại gặp Phương Hàn, trông thấy Phương Hàn cản đường, tiểu thánh đại nhân này không chút nghĩ ngợi xông ra từ trong đại trận trăm vạn yêu ma, khí thế quân lâm thiên hạ, uy phong lẫm lẫm như thiên thần hạ phàm, một quyền đánh tới chỗ Phương Hàn. Hừm, tên yêu ma này cũng là nhân vật bất tử chi thân coi trời bằng vung. Bất quá ta vừa vận luyện thành thần thông sẽ thí nghiệm trên người đám yêu ma này. Phương Hàn lù lù bất động, ánh mắt toát ra kỳ quang lập lòe, Đối mặt với công kích của tiểu thánh đại nhân, năm ngón tay hắn hợp lại thành chảo, một cỗ lốc xoáy được sinh ra lập tức lấy hắn làm trung tâm, nguyên khí trong phạm vi ba nghìn dặm âm âm mà tới, áp xúc thành một điểm nhỏ, cấp tốc sụp đổ, liên tục khiến thân thể tiểu thánh đại nhân lay động. phanh, phương hàn thi triển ra đại na di thuật, chỉ trong nháy mắt liền hiện ra trước mặt tiểu thánh đại nhân. bàn tay thoáng lên, ngàn vạn sợi tơ quấn quanh bung ra, quấn chặt kiện pháp bào đang giam giữ hàn nhã, chính là đại triền nhiễu thuật. ngươi thật lợi hại, bất quá ta chính là tiểu thánh là người nổi bật trong 10 ức yêu tộc dưới lòng đất. Chuẩn bị lĩnh ngộ pháp tắc không gian, tiểu thánh đại nhân lại không ngờ, Phương Hàn lợi hại như vậy, thế nhưng hắn cũng là nhân vật cường hoành như tư mã trùng. Hồng Thiên Kinh, há sẽ sợ hãi, bàn tay nhoáng lên, duệt, sau lưng xuất hiện hai cái cánh rộng thùng thình, hai cánh này cư nhiên lại có màu như máu nhưng không phải huyết nhục. Pháp lực lưu động trong đó, trên mặt đôi cánh này còn có hai móng vuốt hơn nữa còn hơi xoay chuyển trực tiếp quạt tới thân thể Phương Hàn. Đại bằng siêu thiên, tiểu thánh đại nhân này tung ra một chảo, cư nhiên tập trung đúng vị trí của Phương Hàn, thì ra là một đầu đại bàng tu luyện thành. Phương Hàn lập tức nhìn ra nguyên hình của tên tiểu thánh đại nhân này. Nhớ tới ba đại ma hoàng si khô, nói càng giết nhiều yêu tộc cường đại càng tốt, thế cho nên sau khi giải cứu Hàn nhã xong, Phương Hàn cũng không nương tay, thân thể liên tục biến hóa, một tay biến thành đại vương phách quyền. Một tay vặn vẹo thi triển ra đại đóng băng thuật, trong một khoảnh khắc, một cỗ hàn khí tràn ngập hư không, rất nhiều yêu ma bị đông cứng lại, hơn 10 vạn yêu ma toàn bộ bị đông lại thành khối băng, như muốn rơi xuống mặt đất thoát ly khỏi đại trận yêu ma. Thế nhưng Phương Hàn cũng không để bọn nó rơi xuống, thân thể khẽ động dòng nước xoáy sinh ra, rất nhiều yêu ma bị đại thôn phệ thuật trực tiếp nuốt vào, sau đó bị luyện hóa thành nguyên khí tinh khiết, vận chuyển vào trong bát bộ phù đồ làm huyết thực cho thiên ma đại đóng băng thuật là sở nam công tử tại hàn băng đại thế giới thu thập băng tiết tinh anh trăm triệu năm khí lạnh vô cùng tu luyện hơn ngàn năm thời gian mới cô động thành môn thần thông trong ba nghìn đại đạo này hiện tại chuyển rời đến thân thể phương hàn khẽ thì chuyển ra quả thực có thể đóng băng một tinh cầu nhỏ tiểu thánh đại nhân này cũng bị đóng băng trong đó thân thể không thể động đậy vừa rồi muốn vận chuyển huyền công phá tầng băng này ra Thế nhưng đại vương phách quyền của Phương Hàn đã oanh kích lên ngực hắn. Bụp, chúng một quyền này, tiểu thánh đại nhân điên cuồng hét lên, trực tiếp tan ra thành một đoàn huyết nhục, trong thân thể hắn bay ra một kiện pháp bảo uy lực cực mạnh. Chính là một chiếc thuyền lớn, trên mặt còn khắc thượng cổ yêu văn rất rõ, một ngàn đầu đại bàng chấn động bay múa trên đó, thượng phẩm đạo khí, thiên bằng thanh minh thuyền, Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái liền ha ha cười nói. Vận khí của ta thật tốt có người cả đời không kiếm được một kiện thượng phẩm đạo khí thế mà trong nháy mắt ta lại có thể thấy được nhiều như vậy đại phong ấn thuật trong lúc nói chuyện hắn liền thi triển ra đại phong ấn thuật trong nháy mắt phong ấn chặt kiện thượng phẩm đạo khí này sau đó thân thể khẽ động đại khẩu thật rộng mở ra muốn nuốt thân thể của tiểu thánh đại nhân này vào triệt để luyện hóa phương hàn đạo hữu xin dừng tay đây là công tử của siêu thiên đại thánh yêu tộc chúng ta lúc Phương Hàn chuẩn bị xuất thủ, đột nhiên lúc này ở phía xa lóe lên một đào hào quang phá không mà đến. Xé rách không gian, xuất hiện một đám yêu ma khác, nhóm yêu ma này cư nhiên là một đám nữ tử. Những nữ tử này, mỗi người đều có tướng mạo vô cùng xinh đẹp, Còn nữ tử ở phía sau còn mọc lên một cái đuôi thật dài. Mềm như nhung, cư nhiên là hồ ly tinh, trong đó có một tên thủ lĩnh lợi hại nhất, chính là một nữ tử khuynh quốc khuynh thành, dáng người thướt tha mềm mại trong tay nữ tử này có cầm một kiện pháp bảo phá vỡ không gian. Nhanh chóng bay tới, hờm, yêu tộc, hồ ly tinh, cư nhiên biết phương hàn ta, thân thể phương hàn khẽ động, nháy mắt bắt tiểu thánh đại nhân ngóc đầu lên, nhìn đám hồ ly tinh yêu ma bay tới, chậm chạp nói, người đến là từ phương nào, tiểu thánh đại nhân bị phương hàn sách trong tay, ra sức dãy rùa, thế nhưng không thể thoát ra được, hắn ra sức giống giận, nhưng không có bất cứ tác dụng gì mặt mũi mất sạch ta là người dưới trướng mê thiên đại thánh thất công chúa người gọi ta là a thất được rồi phương hàn đạo hữu đây là nhi từ của siêu thiên đại thánh nhạc tiểu thánh công tử kính xin phương hàn đạo hữu thả hắn một con đường cũng coi như kết một sợi duyên phận với yêu tộc chúng ta thế nào phương hàn đạo hữu chính là người được xích uyên ma tôn tiền bối chỉ định là đại thống lĩnh ma thần thống xoay bốn ức tám ngàn vạn thiên ma sau này còn có rất nhiều duyên phận với yêu tộc chúng ta nữa thất công chúa cười nụ cười làm điên đảo chúng sinh thất công chúa này thật lợi hại có lực mê hoặc đại pháp quả thực đã luyện thành cảnh giới nhất định phương hàn lại không tỏ thái độ gì trong lòng liên tục suy nghĩ tiện tay ném tiểu thánh đại nhân vào trong đại quân yêu ma sau đó nói đã như vậy ta sẽ tha cho hắn một mạng người tiểu thánh đại nhân giận dữ đang muốn phát tác thế nhưng a huyền hùng vương ở bên cạnh hắn đã ngăn lại nói tiểu thánh đại nhân người này chính là kẻ được xích uyên ma tôn chỉ định làm người thừa kế hơn nữa tu vi của người này thâm bất khả chắc trừ phi ngươi lĩnh ngộ pháp tắc không gian mới có thể chống lại hắn nếu như không mà nói chỉ có thể bị hắn giết chết mà thôi ta đã bị hắn làm nhục như vậy nếu truyền ra ngoài yêu tộc còn có thể ngẩng mặt lên được sao tiểu thánh đại nhân âm trầm nói sau này còn rất nhiều cơ hội, à huyền hùng vương dùng thần niệm truyền vào trong đầu tiểu thánh đại nhân. Cái gì gọi là còn rất nhiều cơ hội, người đầu hùng yêu này cư nhiên còn dám tính toán ta như vậy. Muốn chết sao, lần này ta nể mặt mũi của siêu thiên đại thánh cho nên bỏ qua cho tiểu thánh. Người chỉ là một tên nô tài sẽ không có vận khí tốt như vậy đâu. Hiện tại ta muốn giết ngươi, lỗ tai phương hàn khẽ động, với khí thế xét đánh không kịp bưng tai đột nhiên ra tay. Thượng Thương Thủ Đại Phong ấn thuật liên tục thi triển ra, đầu A Huyền Hùng Vương này lập tức cảm giác được nguy hiểm, ra sức xít gào, cũng chờ tay đánh một trường tới phía Phương Hàn. Thế nhưng Phương Hàn tùy ý khẽ động, tất cả phản kích của hắn đều bị phá giải. Sau đó trực tiếp bị Thượng Thương Thủ tóm tới trước mặt Phương Hàn. Thất Công chúa A Huyền Hùng Vương là một đầu đại yêu bất tử chi thân, tại yêu tộc dưới lòng đất của chúng ta cũng là một vị cự phách. Cứ như vậy bị bắt phương hàn này hung mãnh tới trình độ nào đây thấy một màn như vậy một nữ từ bên người thất công chúa lặng lẽ nói có thể dễ dàng trấn áp cao thủ bất tử chi thân bình thường trên người phương hàn này có pháp bảo cực kỳ lợi hại gọi là hoàng tuyền đồ nhờ vào lực lượng của hoàng tuyền đồ đánh bại a huyền hùng vương a các ngươi nhìn a huyền hùng vương không có khả năng cứ như vậy bị bắt hắn đang thi triển ra đại thần thông bạo hùng nghịch huyết phương hàn cũng không áp chế được hắn lại một nữ từ bên người thất công chúa lên tiếng lập tức các nàng cũng đã nhìn ra a à, huyền hùng vương bị phương hàn bắt đang ha ha trường khiếu người muốn bắt ta sợ rằng còn không có dễ dàng như vậy sau đó thân thể đầu a à huyền hùng vương này lập tức bành trướng vậy sao thân thể phương hàn khẽ động một cái miệng lớn mở ra mạnh mẽ thôn phể lập tức a à huyền hùng vương đã bị hắn nuốt vào trong bụng sau đó trên người hắn lóe lên hòa quang trong bụng truyền tới tiếng kêu thảm thiết của A huyền hùng vương. Giống như là bị đọa vào 18 tầng địa ngục vậy. Mà tiếng kêu lại càng lúc càng nhỏ. Ngay sau đó thanh âm của A huyền hùng vương liền biến mất. Đầu ngón tay của Phương Hàn búng ra. Một đạo phù văn xuất hiện trên đầu ngón tay. Loáng thoáng hợp thành một đạo thần thông. Đây là thần thông của A huyền hùng vương. Đại thần thông bạo hùng nghịch huyết. Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt. Phương Hàn lên tiếng. A, à, hắn đã ăn sống A à, Huyền Hùng Vương. Làm sao có thể? Hắn rốt cuộc là ai? Trong nháy mắt luyện hoa A à, Huyền Hùng Vương. Thất công chúa cùng đám nữ tử Hồ Ly Tinh đều khiếp sợ. Trong khoảng thời gian ngắn đều oanh oanh yến yến, khắp nơi tràn ngập một cỗ hương khí son phấn. Thất công chúa nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng thoáng co lại. Nàng cũng thật không ngờ Phương Hàn hung ác tới trình độ này. Ngạc nhiên cái gì đều im lặng cả đi. Thất công chúa đánh mắt đều trấn áp giám thủ hạ xuống. Sau đó nói, Phương Hàn đạo hữu quả nhiên là thực lực cao thâm, có thể nói là thần thoại, vừa vặn hiện tại yêu ma nhất tộc ta quyết chiến cùng vô cực tinh cung. Đã qua giai đoạn cao chiều, hiện tại song Phương đang chuẩn bị ám đấu, ta dẫn đầu đội ngũ lùi lại, thuận tiện mời Phương Hàn đạo hữu tới chỗ ta làm khách. Thế nào, ừm, thất công chúa mời ta tới yêu tộc làm khách, Phương Hàn vừa nuốt A huyền hùng vương đồng thời đưa huyết nhục của hắn tới bát bộ phù đồ. Phương Hàn cũng không dùng tiểu túc mệnh thuật nuốt thần thông, mà lưu lại trong bát bộ phù đồ để một số vạn cổ cự đầu luyện hóa. Trong bát bộ phù đồ, ngoại trừ mộc đạo nhân ra, những người còn lại đều chiếm được lực lượng khổng lồ, cũng từ từ tiến tới con đường bất tử chi thân. Phải biết rằng bọn họ giống như Phương Hàn, tại Hoàng Tuyền Đồ tu luyện trọn vẹn một năm, tuy Hoàng Tuyền Đồ vặn vẹo thời gian trong đó, nhưng mà còn có chỗ thiếu hụt chính là không thể hấp thu nguyên khí tiên giới. Lúc trước Phương Hàn ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ cũng không cách nào hấp thu nguyên khí tiên giới. Cũng là vì nguyên nhân này. Nhưng mà Phương Hàn cũng không thiếu hụt thuần dương đan. Không biết có thể được Phương Hàn đạo hữu chiếu cố tới không? Lần này chiến tranh chấm dứt. Xích Nguyên Ma Tôn Đại Nhân còn có thể cho đạo hữu quyền khống chế bốn ức tám ngàn vạn thiên ma. Ta vừa vạn nhân cơ hội này muốn kết bè với Phương Hàn đạo hữu A chương 547 thất phù tam khố một bí tàng. Thất công chúa đã thành tâm mời ta như vậy. Ta không đi chẳng khác nào không nể mặt rồi. Ta cũng muốn kiến thức qua một chút thế giới yêu ma dưới lòng đất. Về phần xích nguyên ma tôn muốn đem bốn ức tám ngàn vạn thiên ma giao cho ta. Ta cũng không đủ sức. Cũng không quản được thức ăn thức uống cho bọn họ. Chuyện này thất công chúa nên suy nghĩ cho kỹ. Phương Hàn vung tay lên. Đã phóng thích Hàn Nhã thoát khỏi bảo quang. Hàn Nhã cô nương. Tuy ta trà trộn vào thánh nữ điện. Thế nhưng cũng đã giết sở nam công tử báo thù cho nàng. Còn cứu nàng khỏi tay nhi tử của siêu thiên đại thánh. Xem như nợ nần đã thanh toán xong. Nàng nên trở lại vô cực tinh cung đi. Đây là một kiện hạ phẩm đạo khí ta đã luyện hóa. Coi như quà chia tay. Một đạo bảo quang bao trùm lấy hàn nhã. Là một kiện hạ phẩm đạo khí. Phương Hàn tiện tay thu lấy cũng thuận tiện ném cho hàn nhã. Người thật sự đã giết sở nam tên xúc sinh kia. Nghe thấy Phương Hàn nói vậy. Hàn Nhã lập tức hỏi lại. Cô cô, chuyện này chính xác 10 phần. Chính Điệt Nhi đã nhìn thấy Phương Hàn thôn phệ sở nam công tử. Chiếm hết tất cả thần thông của hắn. Phương Hàn đã thay chúng ta báo thù rồi. Hàn Hy vội vàng nói. Tốt, 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 chết rất tốt. Hàn Nhã liên tục nói. Ánh mắt nhìn Phương Hàn cũng nhu hòa hơn rất nhiều. Thậm chí còn có vài phần cảm kích. Tựa hồ như muốn nói cái gì đó nhưng Thùy Trung lại không có mở miệng. Hàn Hy, chúng ta trở lại thánh nữ điện thôi. Vâng, cô cô, Hàn Hy vội vàng cùng vài nữ đệ tử bay đi. Mấy người hóa thành lưu quang biến mất tại chỗ. Phương Hàn đạo hữu xin mời, chỗ này của ta có một kiện pháp bảo, gọi là vương mẫu châm, có thể trực tiếp tới chỗ cư ngụ của hồ tộc chúng ta. Thanh Khâu Sơn, nơi đó chính là chỗ sâu nhất trong lòng đất, hy vọng sẽ được Phương Hàn đạo hữu chú. Ý, trong lúc nói chuyện thất công chúa lấy từ trên đầu xuống một cây châm lăng không vẽ một cái lập tức một đường hầm không gian xuất hiện đám người trong hồ tộc đều đi vào phương hàn đã sớm nhìn thấu tu vi của thất công chúa này cũng là nhân vật cường hoành bất tử chi thân vừa rồi nàng lấy ra vương mẫu châm chính là một kiện thượng phẩm đạo khí uy lực cực đại là trấn sơn chi bảo từ điểm này cũng có thể nhìn ra thất công chúa này có địa vị rất trọng yếu trong yêu tộc hiện tại phương hàn đã tu luyện tới cực hạn cũng không vội trở lại huyền hoàng đại thế giới. Tiếp xúc với đám yêu tộc dưới lòng đất cũng không phải là chuyện gì xấu. Hơn nữa xích nguyên ma tôn muốn đem bốn ức tám ngàn vạn thiên ma. Rất nhiều ma vương, ma thần giao cho mình, bản thân cũng phải nghĩ biện pháp từ chối. Không phải là hắn không muốn, nhưng mà sau khi nhận lấy lại không thể nuôi nổi. Bốn ức tám ngàn vạn thiên ma, rất nhiều ma vương, mỗi ngày phải tiêu hao bao nhiêu đan dược, tùy hắn có ngàn ức thuần dương đan nhưng mà không hy vọng cứ như vậy tiêu hao hết. Sau này còn rất nhiều nơi cần phải sử dụng đan dược. Đúng rồi, tám vị đại thánh của yêu tộc, còn xích nguyên ma tôn tiền bối, tiền cổ ma điện điện chủ, còn rất nhiều cao thủ tiến công hỗn nguyên vô cực đồ thế nào rồi. Thất công chúa có thể cho ta biết một chút tin tức không? Phương Hàn hỏi tới điểm mấu chốt, sợ dĩ hắn đi làm khách của thất công chúa cũng là vì muốn hỏi thăm một ít tin tức ở trong hỗn nguyên vô cực đồ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mẫu thân của ta là mê thiên đại thánh đã truyền tin tới. Hồ tộc ta mau chóng lui binh, hiện tại chúng ta đã lưỡng bại câu thương cùng vô cực tinh cung. Tuy hỗn nguyên vô cực đồ vẫn còn, nhưng một viên vô cực xá lợi trong đó đã bị người ta cướp đi. Người cướp đoạt chính là linh lung tiên tôn của huyền hoàng đại thế giới. Thất công chúa từ từ nói đồng thời liếc mắt nhìn Phương Hàn. Nguyên lai là như vậy, thần lôi tiên giới cư nhiên cũng không làm gì được linh lung tiên tôn trong lòng phương hàn âm thầm giật mình cũng không biểu đạt ra được điều gì thất công chúa lần này yêu tộc không thu được chỗ tốt gì sao quả thật là như vậy nhưng mà trải qua chiến dịch lần này nguyên khí của vô cực tinh cung cũng đại thương không có vạn năm thời gian căn bản không có cách nào khôi phục trong vạn năm thời gian này yêu ma hai tộc chúng ta có thể khai tông lập phái ở bề mặt vô cực đại thế giới thậm chí còn dẫn một số tông phái ở vực ngoại tới sáng lập môn phái tại vô cực đại thế giới không biết Phương Hàn Đạo Hữu có hứng thú hay không? Tại nơi này thành lập một môn phái, bản thân mình làm nhất giáo chi tổ. Ta nghe nói ngươi là một vị chân truyền đệ tử tại vũ hóa môn huyền hoàng đại thế giới. Thật ra bằng vào tu vi của ngươi có thể làm nhất phương giáo tổ. Tại sao lại phải chịu sự áp chế của người như vậy? Nếu như đạo hữu có lòng khai tông lập phái, ta tuyệt đối sẽ duy trì giúp ngươi. Thậm chí nếu như đạo hữu cảm thấy khó có thể nuôi bốn ức tám ngàn vạn thiên ma rất nhiều ma vương mà nói, hồ tộc chúng ta cũng có thể nuôi dưỡng giúp ngươi. Thất công chúa đứng sóng vai cùng với Phương Hàn, một mặt nói chuyện, một mặt dùng ánh mắt mị mị mà nhìn hắn. Vậy sao, Phương Hàn nghe vậy, trong lòng quả nhiên có phần động tâm. Hắn tự nhiên có tâm tư khai tông lập phái, làm nhất đại giáo tổ. Hơn nữa hiện tại Hoàng Tuyền Đồ đã khôi phục, có thể làm pháp bảo chấn sơn. Nhưng mà nếu khai tông lập phái trong vô cực đại thế giới quả thật là quá nguy hiểm vô cực tinh cung tuy thời gặp tai họa ngập đầu hay là về huyền hoàng đại thế giới khai tông lập phái còn tốt hơn nhưng mà thất công chúa lôi kéo như vậy hắn cũng không sợ nàng có âm mưu gì bằng vào trực giác hắn cảm nhận được hồ tộc tựa hồ như đang nóng lòng muốn lôi kéo mình thánh giả của hồ tộc gọi là mê thiên đại thánh là một nữ tử nếu như mình có thể được hồ tộc trợ giúp thành lập một môn phái tạo nên thế lực riêng của mình chuyện này quả thật cũng không tồi việc này còn phải suy nghĩ kỹ lại đã thành lập một môn phái cần phải có tích xúc khổng lồ nếu ta làm nhất phương giáo tổ cũng không thể dựa hoàn toàn vào hồ tộc lần này ta tuy cướp đoạt được một ít đan dược trong vô cực tinh cung thế nhưng chỉ đủ cho mình tu luyện chưa đủ để thành lập một môn phái trong lòng phương hàn tự nhiên là muốn thành lập một môn phái như tiên đạo thập môn cũng không phải là môn phái tán tu hơn nữa với tu vi hiện tại của ta còn chưa lĩnh ngộ được pháp tắc không gian tìm hiểu pháp tắc không gian mới có thể thực hiện được kế hoạch này. Thật sự là thần kỳ A, thất công chúa nhìn nhìn Phương Hàn. Nói, cao thủ bất tử chi thân tu luyện tới đỉnh phong có hai tỷ mã lực. Tới tình trạng này huyết nhục dung hợp tới tình trạng bão hòa. Lực lượng cũng không thể tăng lên nửa điểm, mà hiện tại lực lượng của đạo hữu tựa hồ đột phá cực hạn này. Không biết đã đạt tới con số bao nhiêu, cũng là do nguyên nhân ta tu luyện đại bổn nguyên thuật là một môn thần thông trong ba nghìn đại đạo một khi tu thành công đại bổn nguyên thuật lực lượng gấp mấy lần tu sĩ bình thường phương hàn cười nói đại bổn nguyên thuật một trong ba nghìn đại đạo còn sót lại của bàn vũ tiên tôn thất công chúa cả kinh nói a à, chúng ta tới thanh khâu sơn của hồ tộc rồi một đám người chui ra từ đại động không gian lập tức phương hàn thấy được một mảnh đại lục rộng lớn non xanh nước biếc Mặc dù không vô biên vô hạn như đại lục hỗn loạn nhưng cũng tương đương với một đế quốc trong thế tục như đại huyền đế quốc. Hơn nữa trên đại lục rộng lớn này, khắp nơi đều là linh khí nồng đậm, một số thanh linh khí tiên giới nhét đầy nơi này. Phương Hàn có thể chứng kiến, khắp nơi đều có rất nhiều cung điện hoa lệ, khí tức son phấn, dường như lọt vào một nơi rất ôn nhu. Ở đây cư nhiên không có một người nam tử nào, toàn bộ đều là nữ tử. Sao vậy? hồ tộc các ngươi không có nam hồ yêu hay sao phương hàn ngẩn ra tự nhiên là có nhưng mà sau khi nam hồ ly sinh ra cũng sẽ không được truyền thụ thần thông cho nên chỉ là một loài dã thú mà thôi không thành yêu quái được thất công chúa cười nói trong hồ tộc chúng ta chỉ có nữ tử mới có địa vị vậy truyền thừa hậu đại của các ngươi thì sao phương hàn hỏi ở dễ thất công chúa phun ra hai chữ mang nam tử nhân loại bên ngoài vào một số tu sĩ tú mỹ sẽ được đem tới đây, nếu như vậy cũng phải nhìn thấy đám người này chứ. Phương Hàn nhìn quanh bốn phía, khắp nơi đều là nữ tử, cũng không có bóng dáng một người nam tử nào. Hắn không khỏi lắc đầu nghi hoặc, bởi vì đám nam tử này sau khi làm xong nhiệm vụ truyền thừa, sẽ bị nữ tử của hồ tộc ta dùng mê thiên thuật hút sạch tinh huyết, thậm chí ngay cả kim đan cũng bị cướp lấy. Hừ, nam nhân đều là loại vô tình vô nghĩa. Đứng núi này trông núi nọ, nữ tử hồ tộc chúng ta chưa bao giờ có bất kỳ ảo giác nào với nam tử chỉ biết đi mê hoặc nam tử mà thôi thất công chúa thản nhiên nói hả Hà, phương hàn nhún nhún vai nói tựa hồ như ta cũng là nam tử thất công chúa đưa ta tới thánh địa hồ tộc các ngươi là thanh khâu sơn không phải là muốn ta ở dễ rồi hút sạch tinh huyết của ta chứ phương hàn đạo hữu nói đùa rồi người tự nhiên bất đồng giới tu sĩ lấy lực lượng vi tôn thất công chúa trông thấy bộ dáng của Phương Hàn như vậy. Liền cười cười nói, người đã tu thành bất tử chi thân, thật ra giữa nam và nữ có thể tùy ý biến hóa. Chuyển đổi huyết nhục thân thể, siêu thoát ngũ hành, huống hồ ngươi là truyền nhân của sích uyên ma tôn. A à thất làm sao dám mưu hại đạo hữu hơn nữa A à thất đã tu luyện thành bất tử chi thân. Tại hồ tộc có địa vị rất cao, cũng không cần huyết mạch truyền thừa. Hắc hắc, ra mặt phương hàn co lại, nói thoạt nhìn thất công chúa đúng là thủ thân như ngọc, tốt lắm, chúng ta đều là người sáng mắt không nói chuyện mờ ám. Lần này thất công chúa mời ta tới Thanh Khâu Sơn làm khách. Không phải chỉ để nói chuyện tầm phào chứ? Tự nhiên là không phải, ta muốn hợp tác cùng Phương Hàn đạo hữu, mưu đồ với một cái bảo khố. Thất công chúa khẽ động thần niệm truyền tới óc Phương Hàn. Ta nghe nói Vũ Hóa môn có một đệ tử tên là Hoa Thiên Đô, chiếm được truyền thừa của bản Vũ Tiên Tôn hơn nữa còn biết ngươi đã giết sư phụ hắn là như ý tử. Cướp đoạt đại bổn nguyên thuật, gần đây hoàng tuyền đồ đã tới thái nhất môn. Hơn nữa thái nhất môn còn mưu đồ cướp lấy bảo tàng thái nguyên tiên phủ. Ta nghĩ, thực lực bây giờ của ngươi cũng không muốn thờ ơ đúng không? Ngươi cùng hoàng tuyền đồ còn một trường quyết đấu. Với thực lực của ngươi bây giờ ti có thể đơn giản giết chết hắn. Thế nhưng hiện tại các ngươi bị trưởng giáo PBV ngăn lại. Ngươi không có cách nào ra tay nếu như người này chiếm được bảo bối trong thiên vũ chi khố chỉ qua vài năm sợ rằng ngươi không thể nào giết được hắn nói như vậy là thất công chúa muốn hợp tác với ta đoạt bảo phương hàn khẽ động ý niệm thất công chúa tại vô cực đại thế giới cư nhiên rõ như lòng bàn tay chuyện ở huyền hoàng đại thế giới a à, đương nhiên rồi huyền hoàng đại thế giới chính là một nơi gần tiên giới nhất trong ba nghìn đại thế giới là một đại thế giới cầm đầu trong ba nghìn đại thế giới Bên trong có chứa rất nhiều bảo tàng thượng cổ, rất nhiều cường hào trong lòng đều rõ chuyện này. Thất công chúa cười cười nói: "Thất phủ, Tam khố, một bí tàng, những bảo tàng được ẩn giấu kia, chỉ sợ đạo hữu còn chưa rõ ràng đúng không?" Chương 548: Hợp tác với Hồ tộc. "Thất phủ, Tam khố, một bí tàng, những lời này thật mới mẻ, ta cũng thật chưa từng nghe nói qua." Trong lòng Phương Hàn khẽ động, cười cười, theo như lời Thất công chúa hiển nhiên nàng biết địa điểm các bảo tàng trong huyền hoàng đại thế giới. Trong thất phủ kể cả thái nguyên tiên phủ, thiếu chút nữa bị vây chết, nhưng PBV đã dùng lực lượng của thiên hoàng kính cứu ngươi ra. Không biết lời đồn này có phải là thật không? Về phần tam khố chính là thiên vũ chi khố, hoàng tuyền bảo khố, còn có một cái nữa là phiêu miễu bảo khố, là bảo khố còn sót lại của phiêu miễu tiên tôn trong huyền hoàng đại thế giới. Đáng tiếc chỉ là truyền thuyết, không ai có thể tìm được về phần một bí tàng chính là hồng mông bí tàng trong đó ẩn chứa bảo tàng còn sót lại của thượng cổ hồng mông đạo nhân nhưng đây cũng chỉ là truyền thuyết thất công chúa xảo tiếu nói chính là bởi vì như thế cho nên rất nhiều thế lực mới chú ý tới huyền hoàng đại thế giới huống hồ tin tức của hồ tộc ta rất linh thông hơn nữa đã từng hợp tác với lục đạo minh lục đạo minh nơi này không phải ngươi không rõ chứ dã tâm của các người rất lớn phương hàn phun ra một câu nhận xét đồng thời hắn sóng vai đi theo thất công chúa vào một cung điện hồng phấn. Sau khi ngồi xuống, lập tức có một đám nữ tử hồ tộc nhẹ nhàng nhảy múa. Toàn thân tản mát ra mùi thơm mê người, không ngừng đong đưa mị nhãn khiêu khích phương hàn, nguyên một đám phong tao nhập cốt. Cho dù là tu sĩ ngồi thiền suốt ngàn năm cũng chỉ sợ không cản nổi mị thái của đám nữ tử hồ tộc này. Nhưng mà tu vi bây giờ của Phương Hàn đã tiếp cận tìm hiểu được pháp tắc thiên địa bổn nguyên tới trạng thái bất tử chi thân đỉnh phong. Đám nữ tử này không thể mê hoặc được hắn dù chỉ nửa điểm. Thế nhưng hắn cũng không có giả bộ chính nhân quân tử. Mà mỉm cười nhìn đám nữ tử hồ tộc này múa, còn gật đầu khen, được, rất được, đạo hữu cảm thấy hứng thú với đám nữ tử hồ tộc này của chúng ta. Nếu như cảm thấy hứng thú mà nói, ta có thể làm chủ, chọn ra một số người phục thị đạo hữu nữ tử hồ tộc chúng ta sùng bái cường giả ngươi là nhân vật phong vân như vậy người nào mà chẳng yêu mến thất công chúa phất phất tay màn vũ đạo lập tức ngừng lại sau đó hơn trăm mỹ nữ hồ tộc đều xếp thành hàng để phương hàn tận tình chọn lựa loại chuyện này bỏ đi đám mỹ nữ hồ tộc này cũng đều có nơi về của các nàng ta không hy vọng liên lụy đến quá nhiều nhân quả duyên phận tương lai chỉ sợ sẽ gặp các loại kiếp số phương hàn gõ gõ ngón tay chúng ta nói chuyện đứng đắn thôi về phần thiên vũ chi khố người có thể biết được bao nhiêu? Nghe nói vô cực tinh cung biết rất nhiều bí mật của thiên vũ chi khố. Cũng muốn cùng ta liên hợp đi thiên vũ chi khố đoạt bảo. Ta phải xem ngươi đối. Với ta có bao nhiêu phần thành ý tốt. Người sảng khoái nói chuyện cũng sảng khoái. Ta rất thích loại tính cách này. Thất công chúa vỗ vỗ tay. Dùng ánh mắt thưởng thức nhìn phương hàn. Chúng ta tuyệt đối. Biết nhiều bí mật về thiên vũ chi khố hơn so với vô cực tinh cung. Bởi vì năm vạn năm trước một vị tiền bối của hồ tộc chúng ta đã từng có tình cảm thâm hậu với một đệ tử của bàn vũ tiên tôn. Biết được tin tức về thiên vũ chi khố, còn biết rất nhiều hơn so với hoàng tuyền đồ. Ước chừng ngươi còn không biết, thiên vũ chi khố còn có chân khố, giả khố, chân khố, giả khố. Phương Hàn nghe vậy, hơi sững sờ một chút, hắn đúng thật là không biết chuyện này. Toàn bộ bí mật mà hắn biết về thiên vũ chi khố chính là trong trí nhớ của phệ hồn thánh thú. Mà phệ hồn thánh thú chính là thôn phệ trí nhớ của một vị trưởng lão của Vô Cực Tinh Cung. Đúng vậy, Chân Khố, Giả Khố, trong Chân Khố mới có Tiệt Phẩm Đạo Khí Hoang Thần Chi Thi, mà trong Giả Khố không có gì cả, ngược lại còn có một nơi Tiệt Sát Chi Địa, cho dù có cao thủ luyện thành thế giới của mình tiến vào Giả Khố cũng chỉ có con đường chết. Chỉ có nhân vật cỡ bàn Vũ Tiên Tôn mới có thể tiến vào đó. Sau khi thất công chúa để lộ ra một tia bí mật đột nhiên làm cho thanh âm thu liễm lại. Vì biểu hiện ra thành ý hợp tác, ta sẽ nói cho ngươi một bí mật, chính là vũ hóa môn cũng đang chuẩn bị thu bảo khố này. Mà giờ khắc này thái nhất môn đã nhắm vào giả khố. Chuẩn bị một âm mưu rất lớn. Âm mưu gì? Phương Hàn vội vàng hỏi. Âm mưu này còn đang thành lập. Cụ thể thì ta không biết. Chỉ căn cứ vào một tên đệ tử của hồ tộc ta cài vào trong thái nhất môn mà nghe được. Thất công chúa chậm rãi nói. Thế nào lời ta nói cũng đủ thành ý để chúng ta hợp tác đúng không? Tại sao phải chọn ta làm đối? Tượng hợp tác, bởi vì chỉ có người tu luyện Đại Bổn Nguyên thuật mới thu được truyền thừa của bàn Vũ Tiên Tôn. Sau khi tiến vào trong Thiên Vũ chi khố dùng Đại Bổn Nguyên thuật hộ thân, có thể tránh được cấm pháp thôi động. Đương nhiên còn có một nguyên nhân nữa là cũng là bởi vì ngươi có tiệt phẩm đạo khí Hoàng Tiền Đồ. Hồ tộc ta càng thêm hứng thú với Hoàng Tiền bảo khố lần này đến thiên vũ chi khố đoạt bảo, chẳng qua chỉ là giai đoạn đầu để song phương hợp tác mà thôi. Có cơ hội chúng ta sẽ trợ giúp ngươi tới hoàng tiền bảo khố đoạt bảo bối. Thất công chúa cẩn thận trả lời, chậm rãi mà nói, hoàng tiền bảo khố, không sai, hiện tại hoàng tiền bảo khố bị tô tú y trưởng quản. Người này dị thường lợi hại, đã định ra thời gian rồi, sang năm sẽ khiêu chiến với tiên thiên đại đế, tranh đoạt vị chất đệ nhất nhân ma đạo của huyền hoàng đại thế giới. Nếu như hắn thành công, chỉnh hợp ma đạo, có thể hợp nhất tất cả ma môn đại đế mở ra hoàng tiền bảo khố. Nghe đồn hiện tại hắn đang mưu đồ việc này, tung tin ra, chỉ cần ma môn có thể thống nhất trở lại, sẽ tổ chức thành một liên minh do hắn đảm nhiệm chức minh chủ. Như vậy chỉ hắn liền mời tất cả ma môn đại đế tới hoàng tiền bảo khố, thống nhất mở ra, sau đó chia đều bảo bối. Gì? Có chuyện như vậy sao? Phương Hàn nghe nói như thế, cũng không có phản ứng gì thế nhưng diêm ở trong hoàng tiền đồ lại giận tím mặt đây là muốn chết bảo tàng của hoàng tiền đại đế chỉ có phương hàn mới được thừa kế tô tú y này chết không tử tế đâu diêm bình tĩnh chớ nóng tô tố y người này đã chặn giết ta ta khẳng định sẽ giết chết hắn thế nhưng hiện tại chúng ta không phải là đối thủ của hắn cử động lần này cũng biểu hiện ra khí phách của người này quả thật là nhất đại kiêu hùng hoàng thư của hắn còn muốn lợi hại hơn so với hoàng tiền đồ cho dù hiện tại ta có gặp hắn cũng chưa chắc thoát khỏi tay hắn nhất định phải tìm được thứ gì khắc chế hoàng thư mà thứ khắc chế hoàng thư trên trời dưới đất chỉ có một kiện đó chính là nhân hoàng bút cho nên sau khi ta trở lại huyền hoàng đại thế giới chuyện đầu tiên cần tìm là tới lòng đất tìm nhân hoàng bút hy vọng có thể thuyết phục nó phương hàn khuyên can không muốn diêm hành động thiếu suy nghĩ tin tức này trái lại rất trọng yếu phương hàn cảm giác mình phải mau trở lại huyền hoàng đại thế giới tốt thất công chúa chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau tìm cơ hội đi thiên vũ chi khố đoạt bảo nhưng mà chúng ta phải phân chia bảo bối thế nào đây hồ tộc các ngươi có thế lực lớn chỉ sợ sớm muộn gì ta cũng chịu thiệt thòi không sao nếu như chúng ta có được thiên vũ chi khố bất kỳ pháp bảo gì trong đó trước tiên do ngươi lựa chọn thậm chí cho dù có muốn hoang thần chi thì cũng không phải là chuyện không thể hồ tộc chúng ta muốn mở ra thiên vũ chi khố chủ yếu là dự đoán được trong đó có một kiện trí bảo của hồ tộc. Năm đó tiền bối hồ tộc chúng ta cùng một chỗ với đệ tử của bàn vũ tiên tôn. Người này đã trộm đi trí bảo của hồ tộc bây giờ còn đang ở bên trong thiên vũ chi khố. Chúng ta nhất định phải tìm lại thứ đó. Thất công chúa nói với Phương Hàn, trí bảo gì của hồ tộc? Phương Hàn tùy ý hỏi, cái này liên quan tới một chuyện đại bí mật của hồ tộc chúng ta. Không tiện nói rõ chi tiết xin ngươi thông cảm, thất công chúa hơi áy náy nói. Thông cảm, đương nhiên là thông cảm rồi. Nếu như đã có lời hứa hẹn này của ngươi bây giờ chúng ta có thể hợp tác. Khi nào thì xuất phát đi thiên vũ chi khố đoạt bảo. Phương Hàn cười cười, một tiếng liền đáp ứng. Không vội, hồ tộc ta trong lúc này thông qua lục đạo minh. Còn có rất nhiều mật thám giám thị nghiêm ngặt tiên đạo thập môn. Ma đạo thất mạch, yêu đạo ngũ tông, còn có rất nhiều ma tộc dưới lòng đất tại huyền hoàng đại thế giới chỉ cần có một tin tức sẽ lập tức động thủ thất công chúa tựa hồ như là nữ hoàng khống chế toàn cục tỏ vẻ mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của mình ta vẫn phải trở lại huyền hoàng đại thế giới một chuyến có một sự tình cần phải xử lý sau khi phương hàn đã đồng ý hợp tác hắn liền vung tay lên một đạo phù chú rơi vào trong tay thất công chúa chỉ cần thất công chúa có chuyện hãy bóp nát đạo phù chú này ta liền thúc giục hoàng tuyền đồ tới tụ hợp với các ngươi trong lúc nói chuyện thân thể của hắn khẽ động chuẩn bị rời đi phương Hàn công tử tới hồ tộc chúng ta vừa ngồi xuống đã muốn rời đi hồ tộc chúng ta còn chưa tận tình làm hết chức gia chủ cứ như vậy đi có điểm không được thỏa đáng nếu truyền ra ngoài người ta sẽ nói hồ tộc chúng ta không chiêu đại tốt khách nhân a à. đúng lúc này một thanh âm từ đằng xa truyền tới sau đó bóng người lập lòe. trong tòa cung điện này lại xuất hiện một vị nữ tử nữ tử này ung dung hoa quý thân thể đẫy đà làn da trắng nõn, tựa hồ như có thể nặn ra nước, ánh mắt như nước hồ thu, tuy thời tuy khắc đều như muốn thổ lộ hết thảy với người. Bất luận kẻ nào khi thấy nữ tử này đều có một loại cảm xúc nhịn không được mà nhào tới trà đạp một phen. Đại công chúa, người tới đây làm gì? Thất công chúa vừa nhìn thấy nữ tử này, sắc mặt có chút khó coi. Sau đó ánh mắt của nàng còn thấy được cạnh nữ tử này còn xuất hiện một người nam nhân. Nam nhân kia tay cầm quạt xếp mặc nho phục trang điểm có vẻ giống như một tên công tử văn nhã thế nhưng thần sắc ngẫu nhiên lóe ra một tia âm lãnh còn nữa thành khâu sơn hồ tộc ta cấm nam nhân đi vào đại công chúa người mang nam nhân này tới là vì sao thất công chúa nhìn nam tử này sau đó cười lạnh một tiếng a à thất người cũng mang nam nhân vào tại sao ta không được mang vào đừng tưởng mẫu thân đại nhân giao quyền sinh sát vào tay ngươi là ngươi muốn làm gì thì làm có phải ngươi đang thương lượng chuyện tình tới thiên vũ chi khố đoạt bảo? Ta cho ngươi biết, vị công tử này chính là nguyên khâu công tử của tổ mã thần giáo. Lần này hắn dẫn đầu thế lực tổ mã thần giáo tới hợp tác với hồ tộc chúng ta đó. Đại công chúa búng ngón tay, sau đó chỉ vào nam tử sau lưng nói, ai kêu ngươi tự tiện làm chủ, liên hợp cùng với thế lực khác, thất công chúa nhíu mày lại, ngươi chính là Phương Hàn, nghe nói ngươi đã từng ở trong huyền hoàng đại thế giới liên tục gây náo động. Bất quá lần này đi đoạt bảo thiên vũ chi khố, người tu thành đại bổn nguyên thuật, có thể đi dẫn đường cho chúng ta. Đúng vậy, rất không tồi, chỉ cần mang ngươi đi dẫn đường, tổ mã thần giáo chúng ta tuyệt đối, sẽ không bạc đãi ngươi. Nam tử sau lưng đại công chúa tiến lên một bước, vững vàng đứng trước mặt thất công chúa, liên tục dùng cây quạt đập đập vào lòng bàn tay. Hết chương 548 rồi ạ, à, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở tập tiếp theo đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé